Hello, chào bác nhá. Chỗ em nó đang mưa hơi ồn, các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút để nghe cho được rõ ràng hơn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay về cho bác cái Sen Inox hàng của Nhật nhá. Đây, Made in Japan các bác này. Đấy, hàng Sen Inox này, Made in Japan. Đó. Hàng Inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, Inox 304 này, Su 304 rất dày dẫn chắc chắn này. Đấy. Giòn giết các thứ rất là ngon luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là combo nhá. Một bát này, một bát, một dây và một giá đỡ luôn, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Một bát, một dây, một giá đỡ như này, combo cho các bác đầy đủ nhá. Gen xoáy ngon lành, giòn giết đầy đủ, chống nước cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, hàng bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn đây. Đấy, dây thì dài khoảng từ 1m2 nhá, dài khoảng 1m2 nhá, rất là ngon lành luôn. Dây chống rối nhá, rất là to, dày dẫn chắc chắn này. Bát biếc cực kỳ là ngon luôn, hàng loại một cao cấp nhá, Made in Japan nhá. Con này thì sẽ kèm cho các bác là cả giá đỡ luôn nhá. Có cả giá đỡ cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, đây. Inox 304M này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, sập và cực kỳ là ngon luôn nhá. Có giá đỡ, có ốc yếc cho các bác đàng hoàng nhá. Có ốc yếc cho các bác đàng hoàng, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Sập và cực kỳ là ngon luôn, bắn vào tường này. Đấy. Con này thì bền vĩnh cửu luôn nhá, một con Sen Inox như này. Nước ra cực kỳ là ngon luôn và rất là nhiều các cái đường tia nước khác nhau nhá. Đấy, rất là đẹp như này. Đó, lên mã giúp cho em là Sen Inox nhá. Sen Inox tất cả đều bằng Inox hết này. Đấy, bằng Inox hết các bác này. Đấy, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, Made in Japan các bác nhá. Đó, Sen Inox Made in Japan các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 110.000. Các bác lên cho em là Sen Inox nhá, Sen Inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá, Sen Inox này. Đó, Sen Inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một cái bộ Sen Inox như này, 110.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên cho em là bơm 1 ti. Hàng này thì chỉ có 100.000 cho một con bơm 1 ti như này thôi. Con này thì rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đó, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bơm thì cực kỳ là khỏe, đẩy hơi và đầm các bác nhá. Đấy, rất là đầm và đẩy hơi luôn. Đấy, xi lanh của nó bằng inox như này, xi lanh của nó bằng inox nhá. Bơm thì rất là nhẹ này, bơm thì nhẹ, đầm và đẩy hơi nhá. Đó, bật anh cái quạt tí. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này thì bơm được 7 cân nhá. Bơm được 7 cân các bạn. Đấy, các bác chỉ cần sập gọn này thôi. Cái này thì nó rất là gọn, chiều ngang của nó thì vào khoảng là 7 đến 8 cm, chiều dài của nó khoảng 30 cm. Các bác có thể đút cốp xe các thứ thoải mái luôn, rất nhỏ gọn nhá, rất nhỏ gọn, dày dẫn và chắc chắn này. Khung xương thì sơn tĩnh điện này, bằng thép sơn tĩnh điện rất dày dẫn chắc chắn luôn. Cầm anh cái bơm 2 ti đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bơm 1 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con bơm 1 ti như này thôi. 100k nhá, 100k cho một con bơm 1 ti như này. Rất rẻ luôn, nhỏ gọn. Đấy, nhỏ gọn, rẻ và tiện dụng, các bác có thể bỏ vào trong cốp xe hoặc là để trong các cái túi sách nhỏ để các bác mang đi làm hoặc là đi ngoài đường cần mình phải bơm vá thì rất là tiện. Lên mã giúp bỏ này đi. Đấy, lên mã giúp cho em là bơm 1 ti nhá. Đây rồi. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Đấy, bơm 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con bơm 1 ti như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái dòng bơm 2 ti đây. Các bác lên cho em là bơm 2 ti. Con này thì nó sẽ là hai xi lanh và dòng này của nó thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn nhá. Cực kỳ khỏe, đẩy hơi luôn. Hàng Made in Japan các bác này. Hàng của thương hiệu Santalay, Made in Japan. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 cho một con bơm như này. Hai piston nhá. Đấy, piston bằng inox này. Bên ngoài khung xương thì sơn tĩnh điện cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đầu bơm của nó thì sẽ đầy đủ các phụ kiện cho các bác là bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Con này dung tích của nó bơm là lên tới 10kg hơi nhá. 10kg hơi. Các bác bơm ô tô thoải mái. Con này thì cái chiều ngang của nó thì khoảng là 12 cm, chiều dài thì cũng vào khoảng là 30 cm. Con này thì cũng rất là nhỏ gọn, các bác có thể để cốp xe tay ga thoải mái nhá, để cốp xe tay ga hoặc là để vào các cái vị trí nào mà mình cảm thấy phù hợp để mình có thể là sử dụng mang đi đường hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là gọn gàng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con bơm 2 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 2 ti nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 240.000. Đấy, bao ship tại nhà, nguyên tiền ship nó mất 30.000 rồi, tính ra vào có 201 trong cái bơm như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti này. Bơm 2 ti giá của nó sẽ là 240k nhá. 240.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọc rác Thiên Nga các bác nhá. Qua lên cho em là lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Và nó sẽ là hình con chim Thiên Nga nhá, hình con chim Thiên Nga rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 25.000 cho một cái lọc rác như này thôi.
Đó, 25.000 trong cái lọc rác như này. Con này thì các bác khi mà mình rửa bát rửa đũa này, hoặc là rau dợ các thứ, đồ ăn thức uống ở cái chậu rửa bát ấy, thì các bác đổ hết vào đây cho em, sau đó thì mình vỗ nó vào thùng rác này là xong. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga này, lọc rác này. Lọc rác Thiên Nga nhá. Đó, Thiên Nga. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một con lọc rác Thiên Nga như này. Đó. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này nhá. 25k. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có video review thực tế luôn. Đây các bác này, đấy thì bình thường nếu mà các bác đổ như này thì nó sẽ bị gọi là đọng vào các cái cặn ấy, nhưng mà đây giờ các bác treo lên cái chậu rửa cho em này. Đấy, treo lên cái thành chậu rửa như này, sau đó thì mình vỗ vào thùng rác rất là ngon luôn. Đấy, bình thường thì mình có thể để chứa đồ, lúc nào mình đựng đấy, bình thường nếu mình đổ như này thì nó rất là bẩn thỉu nhá. Mòi móc rất là bẩn thỉu và tắc cống, nhưng mà đây các bác chỉ cần quạt con này là xong, rất ok luôn nhá. Đó, lên cho em là dọc lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy mài dao nhá. Đấy, các bác lên cho em là máy mài dao này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Lô này về thì nó sẽ có trực tiếp cho các bác ổ cắm luôn, các bác không cần phải cắm qua cái ổ USB nhà mình nữa. Có trực tiếp ổ cắm như này luôn này, có trực tiếp ổ cắm này luôn. Hàng thì cực kỳ dày dặn chắc chắn và dễ sử dụng. Đây, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Về nhà các bác. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì mình bật công tắc này lên này. Công tắc lên là máy sẽ chạy này. Đây em sẽ đưa con dao vào em mài nhá. Đấy các bác thấy không? Mài rất là ngon luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Mài rất là ngon luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Đấy các bác cứ đưa cứ kéo đi như này cho em này. Đấy, rất là nhàn nhá. Dao mình để trên bàn máy này, mình để trên bàn bếp, hoặc là các bác có thể cầm tay như này. Và các bác muốn làm nó tiện dụng thì các bác có thể để trên bàn bếp nhá. Mài dao rất là bén luôn. Đó các bác thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đó, nó có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật này. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Các bác lên cho em là máy mài dao nhá. Đó, máy mài dao này, máy mài dao. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con máy mài dao như này. Giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái một cái con dao, đó là con dao các bác lên mã giúp cho em là dao vân gỗ nhá. Đây, hàng thì cực kỳ chất lượng, đựng trong một cái hộp như này. Rất chất lượng xịn sò cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó. Đây, Seki Japan made in Japan này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Dao vân gỗ cán bằng gỗ và có bo đầu bo đuôi như này, 130.000 nhá. Để em cắt thử test giấy bóng cho bác xem này. Đấy. Một cái giấy bóng siêu dai như này mà còn cắt được thì các bác biết rồi nhá. Đấy các bác thấy không này. Dao rất là bén luôn thì mới cắt được cái giấy bóng dai như này. Dòng giấy bóng dai mà còn cắt được là rất là ngon rồi nhá. Còn nếu mà dọc giấy thì chắc là rất là bình thường thôi các bác này. Đấy. Dọc giấy thì các bác biết rồi. Đó. Dao dài thì khoảng 30 cm nhá, dài khoảng 30 cm và bản của dao này thì vào khoảng là 4 cm. Đó, rất là dày luôn. Đấy, bản chiều cao của dao này thì khoảng 4 cm các bác nhá. Đó. Rất là ngon luôn các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ đỉnh cao luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Hàng của thương hiệu Seki Japan made in Japan cho bác nhá. Đó, Seki Japan made in Japan này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Rồi, ok. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ giá của nó sẽ là 130k. Đó. Dao vân gỗ này, đó, dao vân gỗ. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho các bác cái lô nồi lẩu này. Lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy, nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20 cm nhá, 20 cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy các bác thấy không? Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá, 28 cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy sôi ngục luôn các bác nhá. Đó thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con
nồi lẩu 2 tầng đi, nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng 28 cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá, có chống dính luôn các bác này. Đấy. Đu nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá. Hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này. Đường kính khoảng 28 cm nhá, 28 cm. Đường kính 28 cm, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28 cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn. Chiên rán xào nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là em lên cho bác cái con nồi, nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy, nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này, hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây. Đấy, một con nồi lẩu như này, sôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá, 18 cm. Đường kính của nó sẽ là 18 cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, xôi rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy. Đường kính 18 cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Điện thì nó sẽ là điện 220 này. Đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này. Giá của nó sẽ là 100... Đây. Đây, nồi lẩu mini. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Rất tiện dụng luôn. Đấy. Xôi rất là mạnh. Có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó sôi rất là dai luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn sôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây các bác này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này. Nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã cho em là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nha, điện đã tắt, công tắc đã rút nha, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm, đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các bác nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng. Có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá. Cho nước trực tiếp vào đây, nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bác này. Nó đang sôi đây các bác này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bác này. Có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sôi ùng ục luôn. Bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào, nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bác này, đang sôi ùng ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể, ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp được luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy.
thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh rượu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này, các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175k nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện sôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá. Đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá. Một cái miếng lót như này. Để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này. Độ mịn là 3.000, 8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mà hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy. Lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 nhá, 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mà thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000, 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000, 10.000 thì cũng vậy. Thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy, thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi, 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo
Đó là bên shop. Tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mà ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu quá nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2 mét nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2 mét. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Bản thì dày khoảng 2 ly nhá. Hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gỉ nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các bác nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh. Giá của nó sẽ là 40k nha. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá. 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe múi khế rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó.
thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bác này, đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này, đấy. Nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái hũ gia vị nhé. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì nó rất là hợp lý cho các bác thôi. Chỉ có 15.000 cho một chiếc như này các bác nhá. 15.000 cho một chiếc hũ gia vị như này. Hàng này thì nó sẽ có cả nắp cho các bác luôn. Đấy. Có cả nắp và có thìa thiếc đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy, cái nắp này nó sẽ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác cứ cho cái vào đây chị ạ. Cho cái thìa này vào đây. Sau đó thì mình xúc như này thôi. Xúc này rất là tiện này. Đấy, sau đó thì mình lại đậy nắp lại rất là ngon lành cho các bác luôn nhá. Đây. Đây nó sẽ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác cho cái thìa này vào đây cho em. Sau đó thì mình xúc này, xúc xong mình lại đậy nắp này lại này. Đấy, rất là tiện dụng và sạch sẽ các bác nhá. Nó rất tiện dụng sạch sẽ luôn. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái thìa như này. Và cái này nó bằng thủy tinh nhá, nó bằng thủy tinh. Cầm danh cái 6 hũ gia vị đây. Đấy. Thì các bác chỉ cần sập cái này là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đó, thì các bác có thể cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại ngũ cốc, các loại hạt vào đây cũng được. Đó, rất là tiện dụng con này. Đấy, đậy nắp lại là xong. Nó bằng thìa như này rất là tiện dụng, thì các bác trà nấu thì mình cho mình xúc này luôn, nó rất là tiện. Hả? Có đáp. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Cầm nhanh cái bộ 6 hũ đây. Đấy, lên mã cho em hũ gia vị, một cái bộ hũ gia vị như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 cho một hũ như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hũ gia vị, giá của nó sẽ là 15k. Đó, hũ gia vị này. Đó. Hũ gia vị giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k trên một hũ như này. Mua từ 3 cái thì sẽ tính cho bác là giá 40k nha. 40.000 cho 3 chiếc. Đó, 3 cái là sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đó. Lấy cho anh con dao mình. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ này của nó sẽ bao gồm là 6 chiếc này. Đó, đây. 6 chiếc như này. Đó. Thì cái này nó cũng rất là tiện. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác là 6 cái hũ như này, về nhà các bác chỉ việc là cho gia vị vào đây thôi. Đấy, con này thì nó sẽ không có thìa, nhưng mà đổi lại thì nó lại có các cái dạng nắp lỗ như này. Đầu tiên là lỗ nhỏ này, sau đó đến lỗ nhỡ này và đến lỗ to này. Các bác cho vào cho em. Đấy, cho vào đây. Sau đó thì mình cứ thế là mình lấy thì mình xoay tròn đi. Đấy, các bác có thể cho muối, mắm, hạt tiêu, hạt các cái loại hạt rồi mì chính được hết thôi nhá. Đó, các bác cho hết vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó. Và của nó thì bộ này của nó bao gồm cho các bác là 6 hũ luôn nhá. Bao gồm cho các bác là 6 hũ luôn. Cho nên nó rất là tiện để cho các bác sử dụng các bạn. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho một cái giá xoay kèm 6 hũ gia vị như này. Các bác thấy không? Rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất là xịn sò và tiện ích nhá. Đấy. Rất đẹp, rất xịn sò và tiện ích luôn các bác này. Đó. Bộ 6 hũ gia vị như này. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho bộ 6 hũ gia vị như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị. Giá sẽ là 130k. Đó. Bộ này 6 hũ gia vị này. Đó, 6 hũ gia vị nhá. 6 hũ gia vị giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Đó, còn cái này thì
các bác chỉ lên tên cho em là hũ gia vị không thôi, các bác lấy bao nhiêu cái thì lấy, còn cái này là bên em bán theo bộ như này, một bộ này là 6 chiếc, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là Naive Shop tiếp tục về cho các bác cái đèn thần tài nhá, các bác lên cho em là đèn thần tài. Trước thì em có bán cái đèn dầu nhưng mà nó phải lắp pin, nó lằng ngoằng. Còn cái này thì nó sẽ có sẵn pin sạc về nhà, các bác chỉ cần là cắm sạc vào cho em là xong, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì hàng rất là VIP cho các bác rồi, rất là đẹp và nó là một trong những cái hàng rất là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đây, về nhà thì các bác lắp cho em cái phần đèn này vào này. Đấy, sau đó thì có công tắc ở đây các bác bật lên này. Và các bác chỉ cần chạm nhẹ này là đèn sẽ lên nhá. Đấy, chạm nhẹ sẽ lên này. Chạm nó tắt, chạm nó lên rất là tiện này. Đấy. Các bác không cần phải động tay động chân vào nữa. Có kèm cho các bác một cáp sạc này về nhà, các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và có cả điều chỉnh sáng tối ở cái con này luôn nhá. Có chiếc app điều chỉnh sáng tối luôn. Rất là tiện các bác này. Đấy, tối này, sáng hẳn này. Đó. Có chiếc app điều chỉnh sáng tối luôn các bác nhá. Đây. Đấy, cái này các bác có thể tháo ra được như này. Đấy, tháo rời ra được các bác nhá. Nó có cái lẫy này. Có cái lẫy này rất là tiện này. Có bốn cái lẫy chân lẫy này các bác có thể tháo rời ra được. Tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác nhá. Đấy. Khi vận chuyển cho các bác thì bên em cũng nó đóng gói là nó sẽ xoay ngược như này. Đấy, nó sẽ xoay ngược như này. Đấy các bác nhá. Đấy thì về nhà các bác về các bác chỉ cần lắp ngược trở lại cho em xong, bật công tắc lên nhá. Bật công tắc lên xong chạm nhẹ vào đèn là nó sẽ lên. Trước khi các bác dùng thì các bác phải bật cho em công tắc này cho cái đèn báo nó lên này, chạm nhẹ vào đèn này cái nó lên này. Đấy. Các bác chạm vào đèn này nó lên. Đấy. Đập vào này nó lên, đập vào này nó tắt này, rất là tiện nhá. Đấy, chạm nó lên, chạm nó tắt rất là tiện luôn. Đấy, nhưng các bác phải bật cái công tắc này đèn báo lên đã nhá. Đó, đèn báo lên này thì mới bắt đầu sử dụng được này. Đấy các bác thấy không? Vỗ đít nó cũng lên này. Đấy, rất là ngon nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đấy, 60k cho một em đèn thần tài như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng ở ban thần tài này, hoặc là bàn thờ này, hoặc là trang trí decor. Đấy, nhà hàng khách sạn cũng đều được hết, nó rất là đẹp và nó sạc pin rất là tiện. Đây mã giúp cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài này. Đó, đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho em đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bảng tô nhá. Các bác lên cho em là bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Và cái giá thì nó cũng rất là hợp lý cho bác thôi. Một cái con bảng tô như này. Rất đẹp, rất chất lượng các bác này. Đấy, đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái bút như này. Đấy, và đây có cái công tắc này, các bác mở cái công tắc này lên cho em nha, mở cái công tắc đằng sau này lên thì mới sử dụng được này. Đó, các bác viết lách thoải mái này, nhấn phát nó hết này. Đấy, viết lách thoải mái cho em luôn. Đó, đây. Đấy các bác nha, rất là tiện luôn, các bác lên các bác gõ là shop Phạm Huấn nhá. Đó, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, xóa đi này. Đấy, viết tô vẽ thoải mái nhá, xong rồi xóa đi này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Để các em nó dùng, nó chơi, nó tránh xa điện thoại, máy tính bảng nha. Một cái trò chơi rất là thông minh. Để các em thỏa sức sáng tạo tô vẽ. Hoặc là các bác làm nhà văn, nhà báo, nhà thiết kế, các bác có thể tô vẽ ở đây, sau đó thì mình xóa đi không sạch, không bị bẩn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là bảng tô. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc bảng tô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là khay bánh bao nhá, lên cho em là khay bánh bao. Đấy, nó sẽ là một con khay như này rất là đẹp luôn. Đó, khay bánh bao nhá, đồ dùng gia đình cao cấp các bác này. Đấy, một con khay bánh bao như này rất là đẹp các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái quai như này ở giữa này luôn này các bác này. Rất là tiện này. Đấy. Một con khay hấp bánh bao rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó, có cả cái quai này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, hoặc là hấp bánh bao này, hoặc là chiên xào nấu gọi là hấp các loại gia vị đều ok hết nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây, đồ dùng gia đình chất lượng cao quá này. Đó. Hấp xôi inox nhá. Đó. Đây, bên này thì các bác dùng đựng hoa quả này, bên này thì các bác có thể dùng để hấp bánh bao này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Siêu dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Các bác lên cho em là khay hấp bánh bao. Giá một con khay bánh bao này giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50k cho con khay hấp bánh bao như này. Lên cho em là khay hấp bánh bao. Khay hấp bánh bao. Đó. Khay hấp bánh bao giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con khay hấp bánh bao như này các bác này, rất là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Nhật các nhá, đũa của Nhật đây. Đấy thì vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá, vỉ 10 đôi và nó sẽ là dòng đũa sợi thủy tinh cao cấp luôn. Đũa được làm từ sợi thủy tinh cao cấp, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các nhá. Đấy. Kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống các loại côn trùng các nhá. Đấy, chống nấm mốc, chống các loại vi khuẩn xâm nhập các nhá.
Giá thì rất là rẻ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì một cái vỉ đũa như này bao gồm là 10 đôi nhá. Các bác lên cho em là đũa Nhật này, hàng made in Japan cho bác luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật 100% là hàng của Nhật, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết này. Chịu được nhiệt độ cao lên tới 200 độ C này, kháng khuẩn 99% luôn, chống nấm mốc kháng khuẩn nhá. Hàng made in Japan. Đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, lên cho em là đũa Nhật nhá. Lên cho em là đũa Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một vỉ đũa như này bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Lên cho em là đũa Nhật 10 đôi. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác. Cái sản phẩm đó là cái khăn lau mặt của nhá. Đấy, khăn lau mặt như này. Đấy, các bác lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác sẽ là bán theo combo từ 3 chiếc trở lên. 3 cái thì nó sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn mặt như này. Hàng chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô để các bác rửa mặt rất là sạch sẽ luôn. Các bác ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau quần, lau áo, nói chung là lau ở đâu cũng được. Và giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn mặt như này, bình thường các bác ra cửa hàng mua đã phải mất là 20.000 một cái rồi. Ở đây là em bán cho các bác là 20.000 3 chiếc này. Còn các bác mà mua cả bịch như này nhá, giá còn tốt hơn nhiều. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k là bằng 3 cái nhá. Đấy. Còn mua cả bịch như này là sẽ là 10 cái này. 10 cái là sẽ là bằng 60k nhá. 60.000 cho 10 cái như này. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái bộ dao chuyên Thái các bác nhá. Các bác lên cho em là bộ dao chuyên Thái. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và cái giá thì bên shop cũng đang chiên khách hàng gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn, một bộ dao của Nhật này. Hàng của thương hiệu Asaka Japan nhá, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho một cái bộ dao như này. Đấy. 150.000 cho một cái bộ dao như này các bác này. Rất là chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Ở đây thì sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này. Đấy, một giá đỡ như này. Một cái giá đỡ này các bác nhá. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này các bác này. Cái giá đỡ này thì nó sẽ là bằng nhựa meca rất là đẹp luôn nhá. Một giá đỡ này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là đây, một cái bộ dao ở trong này. Đấy, một cái bộ dao ở trong này. Đấy, với rất là nhiều món luôn. Đây em sẽ. Đây các bác này. Đấy. Đây thì nó sẽ rất là nhiều món này. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một cái kéo nhá. Con kéo này thì rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Cắt thì rất là ngon này các bác này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn. Đó đây, cắt rất ngon. Thì con này đầu tiên thì các bác có thể dùng để mình cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon. Con này thì thứ nhất là dùng để cắt này, thứ hai là dùng để khui bia này, thứ ba dùng để mở nắp chai và kẹp cua ghẹ nhá. Đấy. Cắt khui bia, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ. Đó, các bác dắt vào đây cho em. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là có cho các bác là một con liếc này. Đấy, con này là một con liếc này. Con liếc này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con liếc này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là chiều dài của nó sẽ là khoảng 25-27 cm nhá. Đấy, một con liếc này. Tiếp theo là đến ba con dao nhá, sẽ có cho các bác là ba con dao luôn. Đó, ba con dao. Thì dao này của nó thì nó sẽ là dòng để chuyên để thái thôi nhá, không chặt được đâu. Đó, lưu ý các bác vậy. Cho nên là em lên cho các bác là bộ dao chuyên thái nhá. Giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đây. Đấy nha, dọc giấy cho bác xem nhá. Một cái tờ giấy siêu mỏng và rất là nhầu nhĩnh luôn nhá. Đấy chứ không phải là giấy dày đâu. Đấy nhưng mà dọc rất là ngon các bác. Đấy, dọc rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Dọc giấy rất là ngon như này là khá là ok rồi các nhá. Đó, dao rất là bén luôn các nhá. Dao rất là bén luôn. Bộ dao chuyên thái nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là một con dao như này, chiều dài khoảng 30 cm, hàng thương hiệu Asaka Japan này. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, các bác dắt vào đây cho em. Đấy, con này dài khoảng 28-30 cm nhá. Tiếp theo là một con thái bản to này. Con này thì cũng khá là bén luôn các bác. Đây. Cũng khá là bén luôn các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn. Đây test cho bác xem. Đây. Dao thì nó hơi mỏng mình một tí nhưng mà đổi lại thì nó bén lắm các bạn. Đấy, bén lắm. Về nhà các bác dùng cẩn thận khéo đứt tay nhé. Đấy, rất là bén luôn. Dao thì siêu bén cho các bác luôn các bạn này. Mà cái giá của nó thì lại rất là hợp lý nhá. Chỉ có 150.000 thôi. 150.000 cho một cái bộ dao như này các bạn này. Đấy, 150k cho một bộ dao như này. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con dao. Con này thì mình nó dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được. Đây để em thử dọc giấy xem. Cũng rất là sắc luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhé, chứ còn chặt là không chặt được đâu nhá. Lưu ý các bác thế luôn. Đó. Bộ này thì các bác chỉ dùng chuyên để thái thôi nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là combo như này.
Combo bao gồm cho các bác là một bộ dao như này các bác này. Đấy, đầu tiên là một con dao chuyên để thái này. Đấy, tiếp theo là một con thái bản to này, một con thái bản to này. Đấy. Tiếp theo nữa là một con dao này là các bác dùng để vừa thái vừa băm nhẹ nhàng thôi chứ còn không chặt được nhá. Băm thịt, băm thiếc là ok nhá. Một cái kéo này. Đấy, kéo trong nhà bếp này và một cái liếc này. Cái liếc này thì khi nào các bác dùng cái bộ dao này nó nhụt khoảng 2 3 năm nó nhụt thì mình mới phải dùng đến nhá. Đấy. Dùng bộ dao này các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Và cái giá thì nó rất là ưu đãi nhá. Lên mã xem là bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, bộ dao chuyên thái. Đấy. Bộ dao chuyên thái nhá, giá của nó sẽ là 150.000. 150k cho bộ dao chuyên thái như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tinh dầu xả các bác nhá. Đấy, tinh dầu xả các bác này. Đấy, các bác lên cho em là tinh dầu xả chanh nhá. Đấy, hoặc tinh dầu xả là được rồi. Đó, nó sẽ là một cái lọ tinh dầu xả như này. Bên shop bán thì sẽ là 15.000 cho một lọ như này nhá. 15.000 cho một lọ tinh dầu xả như này. Đấy, có phải 15.000 đâu. 15.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Cái này thì nó rất là thơm luôn. Thì về nhà các bác có thể xịt vào trong các cái khu vực như là phòng ngủ này để khử mùi này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là các bác chuyên xịt vào phòng đây. Đấy, tinh dầu xả xịt phòng này. Đấy, xua đổi côn trùng, khử mùi hiệu quả, tránh ẩm mốc này, hương thơm dễ chịu này, mang lại cảm giác thoải mái nhá. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k cho một lọ như này nhá. Bác nào mua từ 3 lọ trở lên thì sẽ là bằng 40.000 nhá. 3 lọ sẽ là bằng 40k. 15.000 cho một lọ tinh dầu xả như này và 3 lọ sẽ là 40.000. Chỗ em nó đang hơi mưa, nó hơi ồn, các bác có thể chỉnh cái âm lượng to lên một chút nhá. Tinh dầu xả này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ đôi nạo các bác nhá. Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 2 chiếc nạo nhá, 2 chiếc nạo. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái nạo, cái này thì các bác dùng để nạo vỏ này. Đấy, cái này cũng nạo vỏ nhưng mà nó sẽ là một con nạo theo kiểu là dọc và một con nạo ngang như này. Đấy, hai con nạo như này nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức hai hình người nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá, bộ đôi nạo Đức. Đó, bộ đôi nạo Đức này. Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Một bộ này của nó thì nó sẽ là hàng đựng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức và nó sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc hàng cực kỳ to tát dày dẫn chắc chắn luôn, có in logo của hãng này, thương hiệu Winling các bác này. Đấy, Winling hai hình người của Đức đây. Đó, thì combo cho các bác là một bộ đôi như này bao gồm cho các bác là hai chiếc như này. Đấy, lên xem là bộ đôi nạo Đức nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một cái bộ đôi hai chiếc nạo như này. Đấy, lên xem là bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi này nạo Đức nhá, bộ đôi nạo Đức. Đó, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho hai chiếc nạo như này. Cái này thì các bác nên mua, hàng nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn các bác này. Đấy, bằng hợp kim dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, bên trên thì nó sẽ có bo cho các bác là một cái lớp nhựa chống trơn trượt này. Đấy, con này thì các bác dùng để nạo hoa quả này, còn con này thì các bác dùng để nạo củ này. Con này thì nạo củ nhá, con này nạo củ rất là ok, còn con này thì nạo hoa quả, nạo quả xoài, quả xiếc thì cầm như này nạo rất là ok luôn. Combo cho các bác hai chiếc như này, bật anh quạt đi. Combo của bác là hai chiếc như này, giá bật quạt. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức tức là hai chiếc. Đấy, bộ đôi nạo Đức giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Các bác lên cho em là kéo tỉa 25 nhá. Kéo tỉa 25. Giá thì chỉ có 40.000 cho một cái kéo tỉa 25 như này thôi. Hàng made in Japan quá nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì dòng này nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Các bác có thể dùng cắt tỉa cây, tỉa cành đều ok hết nhá. Đấy. Hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là 24-25 cm. Cho nên là bên shop lên cho các bác là kéo tỉa 25 nhá, kéo tỉa 25. Giá của nó thì chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con kéo tỉa 25 như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là kéo tỉa 25 nhá. Đấy. Kéo tỉa 25, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một chiếc kéo tỉa như này, không thể tin nổi luôn các nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì rất là tốt, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo đó là cái con kéo đúc nhá. Các bác lên cho em là kéo đúc này. Nó cũng là hàng bãi, hàng của Nhật nhá, hàng bãi Nhật nhá. Đó. Bên shop thì thanh lý được trong các hệ thống siêu thị cho nên là cái giá của nó cực kỳ là tốt luôn. Con này thì cũng siêu bén luôn. Các bác dùng để cắt cây, cắt cành thì cực kỳ là ok luôn. Hàng đúc liền thân như này nhá, made in Japan này. Đó. Made in Japan, hàng đúc liền thân cho các bác luôn. Đó, đây. Hàng bãi Nhật made in Japan các bác này. Đó, chữ khắc chìm trên thân luôn. Đấy, made in Japan nhá. Có cả chữ triện của Nhật này.
hàng đúc liền thân cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác giá siêu rẻ luôn. Lên cho em là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130.000 đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc này, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho một cái em kéo cành đúc như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn và chất lượng. Đấy, lò xo chữ V rất là dễ sử dụng thôi. Cái này các bác có thể thay tháo sử dụng rất là dễ, bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này, tanh tách luôn nhá. Cắt cành thì lực cắt của nó rất là tốt, hàng đúc liền thân như này nhá. Hàng đúc liền thân như này không lo bị gãy cán, không lo bị hỏng các bác nhá. Đấy, các bác dùng những cái hàng khác còn lo bị hỏng nhưng hàng này dùng rất ok luôn. Made in Japan các nhá. Đó, kéo cành đúc giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia cái điện thoại. Ui giời ơi. Đó là cái khóa các bác lên mã giúp cho em, đó là khóa trên cái này rơi chìa nó đi đâu rồi này. Các bác lên cho em là khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái khóa phanh đĩa như này, giá của nó sẽ là 60.000. Đó, 60.000 cho một cái khóa phanh đĩa như này thôi. Đó, giá của nó sẽ là 60k nhá, giá cực kỳ tốt luôn. Hàng này của nó sẽ là bằng thép nguyên khối nhá, thép nguyên khối. Các bác có thể dùng mình đập thoải mái luôn các nhá, đập phá thoải mái luôn. Rất là ok luôn. Đó, đây. Các bác chỉ cần là sập vào cái đĩa của xe nhà mình là xong. Đây. Đấy, con này thì chức năng của nó rất đơn giản thôi. Đấy, khi mà các bác khóa thì nó không cần chìa luôn, chỉ cần sập vào này là xong, rất là tiện nhé. Thì ví dụ như là khi mà các bác mang chìa đi thì mình bỏ chìa vào, đấy, sau đó thì mình sập vào này là xong. Đấy, rất là tiện. Và cái này thì nhỏ nhưng có võ. Cái xe máy, xe đạp điện có cái phanh đĩa, các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Trộm mình chỉ có há mồm đứng nhìn thôi các bác nhá. Đấy, không có cách nào mà lấy trộm vào đâu. Tại vì phanh đĩa mà đã khóa rồi thì không có thể là vào mà dắt được xe đi được các bác nhá. Đấy, còn các bác khóa cổ hay là khóa các cái chức năng đơn giản nó vẫn vào vẫn lấy được. Đấy, lên cho em là khóa phanh đĩa, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. đó, lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Đó, khóa phanh đĩa này, khóa phanh đĩa giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho con khóa phanh đĩa. Các bác này nó rất là đơn giản nhá. Đấy, khóa phanh đĩa 50k. Đây, gọi tên trộm bó tay. Trộm này. Đấy, khi mà nó dắt xe mà mới đây trên mạng chia sẻ đoạn khóa bên này là chịu luôn, không thể lấy được. Siêu nhỏ, vì chiếc xe máy đã được khóa phanh đĩa, tên trộm chỉ mất một vài giây để mở khóa mặc định của chiếc xe, nhưng phải vật lộn di chuyển nó đi vì chủ xe này đã trang bị chiếc khóa phanh đĩa. Đấy, không lấy được luôn, xe vứt ra đường luôn nhá. Khiến mọi tên trộm khóc thét. Đó, các bác chỉ cần sập vào này là xong. Không, bây giờ đừng có xài những cái dòng khóa dây này nữa anh ơi. Tại vì mình có thắng đĩa thì mình dùng thắng. Đây nha, có khóa phanh đĩa này, trộm bó tay này. Đấy. Đó mọi người thấy chưa, chiếc khóa luôn. Mình danh vua lì đòn thách thức kỹ nghệ mọi tên ăn trộm. Bạn nghĩ khóa cổ xe đã đủ an toàn rồi phải không? Vậy thì xem thử anh ăn trộm đây trộm tài nhá. Chỉ cần nhẹ nhàng đặt một chân lên tay lái, vặn người và 1, 2, 3, khóa cổ của xe đã bay ngay. Thế nhưng may mắn là chiếc SH này không chỉ có khóa cổ mà còn có khóa càng nữa. Thế cuối cùng thì tên trộm vẫn phải chán nản bỏ đi tha mạng cho chiếc xe. Đấy, rất là ok luôn. Quan trọng của khóa càng trong việc bảo vệ tài sản. Sập vào là xong nhá. Hôm nay show sẽ tiết lộ cho mọi người một loại khóa càng được mệnh danh là khó cắt nhất, bởi vì nó không có dây như khóa chữ U hay khóa xích, lại được thiết kế thành cục nguyên khối và đầu cắm rất là chuyên biệt luôn. Chiếc khóa này có tên là khóa phanh đĩa, được làm từ thép nguyên khối, không gỉ, ôm vào phanh xe khiến phanh không thể di chuyển được. Người dùng TikTok có tên là Báo Đen Review còn dùng cả tuyết sắt đập mạnh vào khóa, thế mà khóa vẫn cứ trơ chẳng hề móc méo một tí xíu nào. Đấy, đập không được gì nhá. Chỉ hơn bát phở bò một tí thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con massage 3D nhá. Các bác lên trên là massage 3D. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một con massage 3D như này. Đấy. Các bác này, dùng rất là tiện luôn và rất là sướng luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để massage tay, chân rồi nói chung là cổ, vai, gáy, mũi, cằm. Đấy, rất là tốt và giá thì rất hợp lý nhá. Lên trên là massage 3D. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Các bác chuyên dùng để massage mặt này rồi cổ vai gáy này rồi ngực, nói chung là ok hết. Các cái phần nào bị chảy xệ hoặc nhức mỏi các bác có thể dùng để massage cho em. Đây. Đấy, giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là massage 3D nhá. Đó. Massage 3D. Đó, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít V15 nhá. Các bác lên cho em là vít V15. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá của nó rất hợp lý nhá, chỉ có 150.000 cho một con vít V15 như này. Ở đây nó sẽ là một con tô vít và trong nó sẽ có khá là nhiều đầu vít khác nhau. Thì các bác lấy một cái đầu vít bất kỳ này, sau đó thì mình lắp vào đầu vít này mình sử dụng thôi. Đấy, mũi của nó sẽ là
Đây, đấy, và con này có thể xoay đảo chiều được nhá, xoay 360 độ đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Đó, có xoáy nhanh có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh có đảo chiều luôn, rất là tiện. Và xoay 180 độ được luôn. Hàng của Nhật này, Japan này, đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là V15 nhá. Đấy, bên cho em là V15, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho con V15 như này, rất đẹp, rất tiện dụng luôn. Đấy, đút vào hộp này là xong. Đó. Các bác lên cho em là V15, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. V15, giá của nó sẽ là 150k. 150k cho con vít V15 như này. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra gói ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhé. Hàng thì cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhé. Con này thì các bác chuyên dùng để mình cắt rồi cưa nhé. Đấy, nó có cả đây, cả kéo cả cưa như này. Về nhà các bác lắp ráp đúng như trên hình này chưa? Lắp ráp đúng như trên hình này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao, giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Kéo cành trên cao này, kéo cành trên cao, giá của nó sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 cho một kéo cắt cành trên cao như này. Có phần để các bác đút cán vào này, ốc yếc đầy đủ, dây để các bác đai các bác kéo cắt nhá. Rất đơn giản luôn. Đó, kéo cắt cành trên cao 130.000, em sẽ có cái video cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Về nhà các bác lắp vào, cho em cái đầu cái cán vào này. Đó, sau đó thì mình cắt này. Rất là ngon luôn. Đó. Đây các bác nhá. Đó. Cắt này. Cắt rất là ngon luôn nhá. Đó. Cắt rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đó, lắp cho em cái cán vào, xoáy ốc vào, sau đó thì mình cắt cưa thoải mái luôn. Cắt cành này, cành to cành nhỏ này, cắt được hết nhá. Đó, cắt xong thì các bác cưa rất ok luôn nhá. Đó, rất ok cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khóa chữ U nhá. Các bác lên cho em là khóa chữ U. Con này thì nó sẽ là một cái dòng khóa hình chữ U như này, khóa khá là to luôn đây, bằng cái đầu ngón tay trỏ của em các bác này. Đấy, con này thì cơ chế vận hành của nó khá là đơn giản thôi, tức là nó không cần chìa, các bác chỉ cần nhớ mật khẩu là xong. Mật khẩu thì bên shop đang để mặc định cho các bác là dãy số 0 như này, còn về nhà các bác có thay đổi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Khi các bác muốn đổi mật khẩu thì các bác mở khóa ra này cho em, tay trái mình cầm khóa như này, tay phải thì ở đây nó sẽ có hai vạch trắng, các bác vặn vạch này đi, sau đó thì các bác để mật khẩu tùy ý 1 2 3 4 5 6 linh tinh và linh tinh đều được hết, sau đó thì các bác vặn cái vạch trắng này lại. Đấy, làm sao các bác nhớ mật khẩu cho em là ok. Mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 9 này, nó dãy số 9 nhá. Đấy các bác thấy không? Bây giờ em lắp vào này, em chỉ cần đảo đi một số là đã không mở được rồi. Đảo đi một số 0 là đã không mở được nữa rồi. Bây giờ em cho về thì lại mở bình thường. Mở ra rồi thì em lại cài mật khẩu về dãy số 0 nhá. Các bác nhìn hai cái vạch trắng này. Đó, em xoay cái vạch trắng này đi này. Sau đó thì em lại đẩy hết về dãy số 0 như này, em lại xoay trở lại thì mật khẩu mới mặc định của em bây giờ lại là số 0 nhá. Vẫn là số 0 mặc định của nhà sản xuất nhá. Lên cho em là khóa chữ U nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 80.000 cho một con khóa chữ U như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khóa chữ U nhá. Khóa chữ U thì bên shop về cho bác giá chỉ còn là 85k nhá. 85k, lên cho em là khóa chữ U nhá. Đang bán là 95.000, đợt này về cho bác giá sẽ là 85k nhá. Khóa chữ U này, đó, khóa chữ U, giá của nó sẽ là 85.000 cho một con khóa chữ U như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ vàng nhá. Ổ vàng đây, con này thì chống va đập thoải mái luôn nhá. Chống va đập thoải mái các bác nhá. Đó, chống va đập thoải mái. Ấm nước là về 2 thùng mà. Chống va đập thoải mái cho các bác luôn. Đó, đây con này. Đấy, bằng cao su non. Đấy, nó sẽ là bằng cao su như này. Rất là chắc chắn cho bác luôn. Đập phá thoải mái, nó sẽ có 5 ổ như này. 1, 2, 3, 4, 5 các bác này. Có 5 ổ nhá. Phần trong là của nó đều kết nối bằng đồng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng. Giá chỉ có 45.000 thôi. Đó, lên cho em là ổ vàng này. Ổ vàng nhá. Giá của nó sẽ là 45k. 45k cho một cái ổ vàng như này. Đó, rất là ngon luôn. Về nhà các bác xoáy cho em cái ốc này ra, sau đó kết nối dây vào đây cho em là xong. Rất chắc chắn luôn. Hàng nội địa của Nhật này, công suất của nó sẽ là 16A và 250V. Về nhà các bác chỉ cần là xoáy vào cho em là như này xong này. Rất là chắc chắn luôn nhá. Rất chắc chắn luôn, đập thoải mái các bác này, đập thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 328 đầu và giá thì chỉ có 50.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi.
328 chi tiết con này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là to nhỏ, lớn bé, mẹ con, dài ngắn, dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu. Đó, gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp gen co nhiệt như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá rất là tốt nhá. Chỉ có 50.000 trong hộp thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lần trước thì hết hàng, đợt này mới lại có hàng về cho các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một con kéo như này. Hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Made in Japan các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật nhá. Của nó sẽ là hàng thép liền thân như này, độ mở cực kỳ là to luôn. Khóa của nó sẽ là khóa chữ V này. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Và có cho các bác là cái đai như này. Cái đai như này rất là ngon các bác này. Đó, rất là ngon luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng ốp gỗ cực kỳ cao cấp luôn. Thép liền thân và ốp gỗ như này. Bền vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất là ngon các bác này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn các bạn. Đây, cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Cắt rất ngon các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đây. Đấy. Hàng made in Japan các bác này. Đây, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Ở trong cái hộp nó màu đỏ như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà rất là đẹp luôn. Đó. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đó. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho cái em kéo hộp đỏ như này, giá quá tốt luôn. Con này năm ngoái bên shop còn bán 270.000 một chiếc nhá. Đó. Năm nay hàng về giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn các bác lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá. Có phải đèn mang sông không? Trăm mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đèn mang sông nhá. Giá sẽ là 130.000, 140.000. Đó. Xin lỗi các bác là 140.000, có kèm một cái cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông. Con này thì rất là tiện luôn. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà nó lại rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy. Mặt sau này thì nó sẽ ZDIT này sẽ có là một quả pin 18650 như này, rất là tiện này. Đấy, pin 18650 đây về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì nó bằng nhựa nhưng mà cái cách thức sản xuất của nó thì nó khá là đẹp các bạn. Dày dẫn chắc chắn, chuông chắn và rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp và giá thì rất hợp lý nhá. Đây các bác, về nhà thì con này chỉ việc sử dụng thôi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đó. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cho em cái này lên này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể điều chỉnh sáng tối ở đây nhá. Đấy, có thể tùy chỉnh sáng tối này. Đó. Có thể tùy chỉnh sáng tối ở đây, rất là ngon luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Chỉ có 140.000 thôi. Có thể điều chỉnh sáng tối và tắt luôn này, tắt này, bật này và điều chỉnh sáng tối ở đây. Đó. Các bác có thể dùng để làm đèn ngủ này, đề co trang trí phòng ngủ, phòng khách này, rồi ngoài cổng, ngoài sân vườn đều được hết nhá. Đấy, con này nó có cái lẫy che, có cái mái che như này cho nên là chống được cả nước luôn. Đấy, và nó sẽ là bên trong này của nó sẽ là cái dạng meca nhá, meca. Nó rất là đẹp luôn. Đó, có thể tùy chỉnh sáng tối như này, có thể dùng ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều được hết nhá. Hàng made in Japan cho các bác này, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, hàng của Nhật nhá. Made in Japan. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em Huấn đó là đèn mang sông các bác nhá. Đấy, đèn mang sông. Giá sẽ là 140.000. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn mang sông 140k. Đó, đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho con đèn mang sông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em là sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bình 2 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ các bác nhá, 2 lít cả vỏ. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một con bình như này. Đấy. Các bác lên cho em là bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20, giá của nó sẽ là 90k cho một con 90k cho một con bình 20 như này. Inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Con này thì chủ yếu các bác dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ thì nói chung con này nó cũng vào khoảng lít 8, lít 9 rồi. Cái vỏ của nó rất là xinh này. Qua này, đó. Đây. Đấy, và các bác bật nắp như này để mình mở ra này.
Đấy, con này thì các bác đựng nước lọc, nước uống thì vừa sang, vừa lịch sự, vừa ngon lành. Đấy, ngon lành sạch đẹp cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho một con bình 2 lít như này. Bên em gọi nó là bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20, rất đơn giản thôi. Đó, các bác chỉ cần nhấn nắp này là xong. Các bác có thể dùng để đựng nước lọc này, các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Rất là sạch đẹp, sạch sẽ. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Và giá thì rất là hợp lý cho các bác nhé. Một con bình tuyệt vời ông mặt trời như này mà giá bên shop đang gửi tới bác chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con bình như này thôi. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 15 x 15 x 29 nhá. Đấy, dài rộng là đều là 15 và cao là 29 các bác nhá. Đó, cơ bản là như vậy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa sứ các bác nhá. Đũa sứ, cái này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng này nó cũng là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa của nó sẽ là chất liệu là bằng sứ nhá. Đấy, mà sứ thì các bác biết rồi, sứ nó là một cái chất liệu cực kỳ là sạch luôn. Đó, nó sẽ là một cái chất liệu siêu sạch luôn các bác nhá. Siêu sạch luôn. Đấy, thì ăn cơm thì mình thường sử dụng là bát sứ rồi các bác đó. Đấy, bát đũa là mình biết rồi, bát bằng sứ này, giờ lại có cả đũa bằng sứ đấy nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, con này dùng thì ăn cơm thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đấy, gắp thì không bị trơn này, thứ nhất là không bị trơn này, thứ hai là nhanh khô này. Đấy, kháng khuẩn này, rồi chịu được nhiệt độ cao nhá. Đấy, cái này nhiệt độ thoải mái luôn. Các bác dùng để chiên rán xào nấu cũng ok. Một vỉ này của nó là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k trên một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 5 đôi đũa sứ, rất là đẹp luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy trà bếp nhá. Các bác lên cho em là máy trà bếp. Đấy, nó sẽ là một con máy như này. Đấy, đầy đủ các cái phần chi tiết cho các bác xem này. Đó, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Có kèm cả các cái miếng mút như này, và có cả miếng dán, có cả đai để các bác dán lên tường luôn. Một con máy như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác có thể dùng để mình trà cọ rửa nhà, tắm nhà, vệ sinh, toilet, rồi các cái khu vực khác đều ok hết nhá. Đấy, giặt thảm ra tiếc, máy chạy rất là khỏe và chắc chắn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là máy trà bếp. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000 cho một con máy trà bếp như này. 100 đúng không? Lên cho em là máy trà bếp này. Máy trà bếp giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy trà bếp như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, mình có thể sử dụng để mình đánh dọn bếp này. Rồi thảm này, rồi chậu rửa này, son nồi này. Đó, dép guốc cũng chơi được hết nhá. Đó, rất là sạch luôn. Bếp giáp mà mình bị dầu mỡ này, rồi nói chung là tất cả các vị trí nhá. Xong nồi mâm ấm, chậu chảo rửa bát được luôn nhá. Đấy, bát đũa, kỳ cọ rửa giấy đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Lên cho em là máy trà bếp, giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đánh rửa nhà, tắm nhà, vệ sinh, toilet, bếp giáp này. Đó, đều ok hết nhá. Đó. Đây. Đấy, đánh rửa bếp này, kỳ cọ này, rất là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dòng sản phẩm nữa, đó là cái khăn bếp nhá. Khăn bếp, cái này thì chuyên dùng để lau bếp. Còn các bác lau bát, lau đũa, lau mâm ấm, chậu chảo, nồi niêu đều được hết nhá. Đấy, hoặc là dùng để rửa mặt cũng được. Nhưng mà em bán cái này em gọi là khăn lau bếp nhá. Đấy, thì một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 30.000. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Kích thước của nó sẽ là 20 x 20 nhá. 20 x 20, siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái một bịch như này. Các bác lên cho là khăn bếp nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một bịch bao gồm 10 chiếc. Bên em bán theo một bịch như này nhá. Đấy, bán theo một bịch như này. Lên mã giúp cho em là khăn bếp này. Đó, khăn bếp giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trên một bịch khăn bếp này, bao gồm 10 chiếc các bác nhá. Đó, 10 chiếc. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy đó thì nó sẽ về cho các bác là các cái màu như này, rất là đẹp luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 15.000 một chiếc như này nhá. Các bác mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 chiếc thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc, tức là 3 chiếc là 30.000. còn các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn, mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Đấy, lên mã theo là dao dọc giấy này, hàng cực kỳ là ngon luôn. Con này thì thay lưỡi rất là dễ, các bác chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này, sau đó thì mình đẩy ra như này là mình thay được lưỡi chưa? Thay lưỡi nhá, rất là ok luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy. Đấy, rất là ngon luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng
cao su non nhá, bên ngoài bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Thay lưỡi cực kỳ dễ dàng. Đấy, nghe cái lẫy của nó kêu đã rất là đã rồi các bác nhá. Lò xo là viết rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15, mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Còn combo từ 3 chiếc trở lên thì giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đó, mua lẻ này, mua lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Còn mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là 30.000 nhá. 3 cái là bằng 30k. Đó. 3 cái này, 3 cái là bằng 30.000 nhá. Còn mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. 15.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô tô vít bãi nhá. Tô vít bãi Nhật. Đó, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop bán cho các bác theo kiểu cân ký nhá. Cân ký đấy. Một cân của nó thì nó sẽ vào khoảng trên dưới 10 cái nhá. Đấy, em sẽ cân ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đó. Một cân của nó thì khoảng trên dưới 10 cái như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một cân nhá. 110.000 cho một cân các bác này. 110.000 cho một cân như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các bác nhá. Đấy. To nhỏ lớn bé mẹ con ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đây. Nó sẽ là một cân vít, nó sẽ là như này các bác nhá. Đấy, một cân vít như này các bác này. Đấy. Đây thì nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đó, đây nó sẽ là một cân nhá. Một cân của nó đây. Đấy. À, dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác luôn. Dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác nhá. Đó, có dẹt, có tròn, có ba khe, có múi đầy đủ cho bác luôn. 2 này, đấy, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này. Đấy, nó sẽ vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc nhá. Từ 12 đến 15 chiếc tùy theo to nhỏ lớn bé mẹ con. Đó, combo cho các bác như vậy để các bác lựa chọn nhá. Đấy. Thì bên shop sẽ bán theo cân ký như vậy để các bác biết nhá. Đấy. Một cân của nó sẽ là vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc. Các bác lên xem là vít cân ký nhá, vít cân ký đấy. Từ 12 đến 15 chiếc như này. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn khác nhau đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Còn bác nào mua lẻ thì nửa cân thì sẽ là 65.000. Đó đây. Đấy. Rất là ngon luôn các bác này. Đây. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn ba khe múi khế ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Một cân này thì nó sẽ là hàng rất là phổ thông để cho các bác sử dụng rồi. Đó, trên chục cái nhá, giá chỉ 110.000 thôi. Bình thường nếu các bác bây giờ ra ngoài cửa hàng mà mua một con vít xịn sò ngon như này, giá của nó cũng phải 25-30.000 rồi nhá, 25-30.000 rồi. Đó, thế mà bên shop bán cho các bác nhá. Đó, combo cho các bác như này, giá chỉ vào cho các bác là 110.000 cho một cân. Đấy, các bác lên xem là vít. Không, vừa biết rồi mà nó lăn đi đâu rồi. Nó bốc lẫn rồi tô vít. Các bác lên cho em là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký này. Đó, vít cân ký. Giá thì bên shop bán cho các bác 1kg thì sẽ là bằng 110k nhá. 110k cho 1kg. Đó. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là nửa cân nhá, 0,5kg thì sẽ là 65k nhá. 65k cho 0,5kg. Đó, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp các bác nhé. Đấy. Cưa gấp các bác này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp trắng đen. Con này bên em đang bán là 70.000 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Japan các bác này. Đó, Japan, made in Japan các bác nhá. Đấy. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng có tem mác thương hiệu các thứ đàng hoàng. Đẻ cong thoải mái luôn các bác này, uốn cong thoải mái luôn. Hàng nội địa của Nhật các bác biết rồi. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, gấp gọn rất là ok. Các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành. Chiều dài của lưỡi cưa này thì sẽ là 30cm nhá. Các bác dùng để cưa rất là ngon luôn. Con này thì nó sẽ là dòng cưa mở hình hạt bòng như này. Khi các bác cưa thì nó rất là êm. Đấy, mềm mượt, dễ cưa. Đấy, ví dụ như là mùn cưa này hoặc là các cái loại như là nhựa cây này, mùn cưa thì nó sẽ đọng vào các cái phần mở hạt bòng như này. Thì khi các bác cưa nó sẽ nhẹ nhàng này các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Rất là ngon luôn. Bẻ cong thoải mái này. Đấy, bẻ cong thoải mái luôn. Gấp gọn rất là ok này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 70.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá sẽ là 50.000 cho con cưa gấp trắng đen như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Đó. Đây.
quát lên cho em là cưa gấp trắng đen. Đó. Cưa gấp này, đó. Cưa gấp trắng đen nhá. Đó, cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là đang bán là 70k nhá. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. 50k cho một con cưa gấp trắng đen như này nhá. Cưa gấp trắng đen 50.000. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Mở ra mở vào cực kỳ là ngon luôn. Gấp gọn này, rất là tiện dụng nhá. Đó, cán thì bọc cao su non, bằng nhựa bọc cao su non nhá, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Đây, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện xanh nhá. Các bác lên cho em là dây điện xanh. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác một cái dây điện xanh như này. Thì nó sẽ có theo biểu nhá. Đấy. Hàng dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đó. Dây của Nhật các bác nhá. Đây Japan CU này. Đó Japan nhá, dây lõi đồng 2.5 nhá. Đây. FA 2.5 con này. Đây. FA 2.5 nhân với 2 dây nhá. Hàng ổ đúc có đèn báo nhá. Con này thì nó sẽ là hàng dòng ổ đúc có đèn báo luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Đó, ở đây nó sẽ có cái đèn báo như này các bác này. Khi cắm điện vào là cái ổ đúc này có đèn báo các bác nhá. Ổ đúc có đèn báo như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Có đèn báo sáng này. Có 3 ổ cắm nhá. Chống va đập thoải mái luôn, kết nối cực kỳ là tốt này. Rút ra này, cắm vào này, đấy có đèn báo luôn nhá. Cái ổ đúc này thì các bác dùng cực kỳ là ok luôn, các bác đập thoải mái quá này, đập thoải mái luôn, gõ đập thoải mái nhá, gõ đập thoải mái luôn, không có hề hấn gì luôn đó. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và 30m nhá. Đấy, đây rất nhiều cho các bác này, đấy rất nhiều luôn các bác nhá. Đó, đây rất nhiều các bác nhá. Thì có dòng cho các bác là 5m, 10m và 30m thì các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Thì bên em có 3 mẫu phổ thông như vậy. 5m, 10m là cái mẫu ngắn để các bác dùng để mình ăn lẩu, ăn nước hoặc là làm sử dụng đồ vặt trong nhà. Còn các bác muốn cao hơn, muốn sử dụng được dài hơn để mình đi chiến công trình công việc thì các bác dùng cho em cái dòng 30m kia nhé. 30m là quận to. Đó, thì bên shop sẽ bán theo biểu quá nhé. Đấy, theo biểu. Thì 5m sẽ là 200 5m này. Đấy các bác lên cho em là dây xanh nhá, lên cho em là dây xanh hoặc là dây điện xanh cũng được. Dây điện xanh nhá. Đấy. Dây điện xanh. Đấy, dây điện xanh này. Đấy, 5m sẽ là 220k nhá, 220k. Đấy. 10m là 330.000, 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000 nhá, 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Dây 2.5 nhá. Dây 2.5 lõi đồng nhá. Đấy. Dây 2.5 lõi đồng cho các bác luôn. Đó. Đây 5m, 10m và 30m nhá. Đó, giá như trên. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô khăn tắm Hàn Quốc nhá. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nó sẽ có mấy màu như này các bác này. Đó, ngồi đổi biển đi. Khăn tắm Hàn Quốc nó sẽ có mấy màu này các bác nhá. Đó thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó. Thì nói chung là nó cũng toàn những cái màu đẹp, màu trung tính hết nhá. Màu đẹp, màu trung tính. Rất là sạch sẽ. Đó, thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác nhá. Và giá thì chỉ có 40.000 cho một cái con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. 40.000 thôi nhá. Kích thước của nó là 40 nhân với 70 nhân 1m4. Nói chung là các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái khăn tắm to đại như này. Đấy, to đại như này các bác này. Đấy. Một cái khăn tắm rất là to luôn. Và nó sẽ có hai mặt nha, một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn như này nhá. Đấy. Một mặt bông thô, mặt bông mịn như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Kích thước của nó sẽ là 70 x 1m4 nhá. Đấy, hàng rất khủng cho các bác luôn. 70 x 1m4 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con khăn tắm như này. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này, đó. Khăn tắm Hàn Quốc đó. Khăn tắm này. Khăn tắm Hàn Quốc giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc nhá. Và kích thước của nó sẽ là 70 x 1m40 nhá. 70 x 1m40. Nó rất là to luôn. Và có các màu như này, màu xanh, hai màu xanh. Đấy, ba màu xanh luôn này, ba màu xanh. Đấy, một màu hồng, một màu trắng. Nói chung là các cái màu này không phải màu trắng mà nó là màu be nhá. Màu be, màu này màu tối rất là đẹp màu luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40k thôi. Đó, các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác sử dụng thì một bịch này của nó sẽ bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng liền. Về nhà các bác chỉ cần việc là bóc ra này.
Đấy, bóc ra sau đó thì nó sẽ có cho các bác là hai phần. Một phần là cái gói thuốc này, một phần là gói thuốc này. Đấy, gói thuốc này thì được làm từ rất là nhiều các loại thảo mộc khác nhau. Đấy, chuyên thải độc gan bàn chân cực kỳ là tốt luôn. Gan bàn chân thì nó rất là nhiều huyệt đạo và nó rất là nhiều các cái phần độc tố. Và gan bàn chân về nhà các bóc cái gói thuốc này ra cho em. Một gói này của nó sẽ bao gồm là hai túi này, hai túi như này. Sẵn hai túi luôn. Và các bác bóc cái bịch giấy này ra cho em này. Bóc cái giấy dán này ra. Đó. Các bác lấy một tờ giấy này. Đó, lấy một tờ giấy. Hai chân thì lấy cho em hai tờ. Đây, sau đó thì các bác bóc cái này ra này. Đấy, bóc cái này ra. Đó, sau đó thì mình sẽ dán cái gói thuốc này vào đây, dán gói thuốc này vào đây. Dán cái mặt chữ này vào phần miếng dán này nhá. Sau đó thì các bác dán vào cái gan mặt chân cho em. Đó, đây. Ví dụ đây là cái bàn chân thì các bác dán vào cái gan mặt chân này cho em. Đó. Dán như này nhá. Sau đó thì các bác để cho nó qua đêm nhá, để qua đêm. Đó. Khi mà để qua đêm thì cái thuốc nó sẽ hấp thụ vào cái gan mặt chân nhá. Đấy, và nó sẽ hút các cái độc tố vào gan bàn chân ra thì nó rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một bịch như này luôn. 40.000 hộp này bao gồm 50 miếng nhá. Đó. Có lên cho em là miếng dán thải độc chân này. Đó, miếng dán thải độc chân. Miếng dán thải độc chân nhá. Thải độc chân. Giá của nó sẽ là 40.000 trên một bịch nhá. 40.000 trên một bịch này, bịch này của nó bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng. Nếu các bác dán hai chân thì nó sẽ là được 25 lần cho một bịch như này. Đó. Lên cho em là miếng dán thải độc chân. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đó là cái bóng 10W nhá. À, bóng 3W nhá, 10.000 một chiếc như này. 10.000 trên một chiếc bóng 3W này con này. Đấy, 3W này. Công suất của nó là 3W, 6.500K nhá. Độ sáng của nó rất là sáng luôn. Công suất của nó là 3W. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Để mình dùng sử dụng trong cái khu vực nào mà không cần chiếu sáng lớn nhưng mà cần sáng liên tục thì các bác sử dụng cho em. Đây. Đấy, bật lên này. Khá là sáng luôn nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi nhá. Các bác có thể để qua đêm qua ngày được. Đấy, ví dụ như để ngoài cửa, ngoài cổng hoặc các khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là hành lang. Khu vực nào mà mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần sáng lắm, chỉ cần là đủ ánh sáng để các bác đi lại ban đêm. Đấy, hoặc là ngoài cổng, ngoài cửa để các bác chống trộm, chống giếc rất là ok. Đấy, công suất của nó là 3W nhé. Công suất của nó là 3W. Qua lên treo là bóng 3W nhé. Bóng 3W giá của nó sẽ là 10.000. Đó, lên treo là bóng 3W này. Bóng 3W giá của nó sẽ là 10.000 nhé. 10.000 trên một quả bóng 3W thế này. Đó, giá của nó sẽ là 10.000 trên một quả nhé. 10.000 trên một quả bóng 3W thế này. Rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con dao chặt đứt nhá. Con dao chặt đứt con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 đến 5 lạng các bạn. 4 đến 5 lạng mình của nó thì nó sẽ dày khoảng 1.5 ly, dày khoảng 1.5 ly rất là đầm và chắc chắn luôn. Đó. Con này thì cũng khá là bén đấy các bạn. Để em thử dọc giấy cho bác xem nhá. Đó, đây em dọc giấy cho bác xem nó có dọc được giấy không. À, rất là bén luôn coi nha, rất là bén luôn. Đó. Một con dao chặt mà dọc được giấy như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi, nó rất là bén. Các bác có thể dùng để thái cũng được các bác nhé, để thái cũng được. Đấy. Con này thì các bác dùng để chặt hoặc là băm cũng ok, tại vì là dao nó có cái độ dày vừa phải và nó không quá nặng nhá. Cân nặng của nó thì nó vào khoảng là 4 đến 5 lạng nhá, 4 đến 5 lạng. Đấy. Đây, hàng liền thân như này, đúc liền thân hết nhá, dùng để băm chặt cực kỳ là thích luôn. Hàng của Đức siêu bén luôn các bác nhá, rất là bén luôn. Đó. Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt này. Các bác lên cho em là chặt đứt nhá. Đó, chặt đứt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 trăm mấy. Chặt đứt này. Hàng made in Germany các bác nhá. Đó, made in Germany các bác này. Đó. Dao chặt đứt hàng made in Germany. Đó, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Các bác lên cho em là dao chặt đứt, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao, các bác lên trên là dao hoa nhé, dao hoa. Con này thì các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái cũng ok. Đó, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Cán của nó sẽ là cán ốp gỗ và dao của nó sẽ là dao Nhật. Bản của nó thì dày khoảng gần 1 ly nhé. Con này thì chắc là khoảng 3-4 cm gì đấy các bác nhé. Khoảng 3-4 ly gì đấy. Đó. Nặng khoảng 3-4 lạng gì đấy các bác nhé. Đó. Cũng rất là bén luôn con này dùng để thái thì rất là ok luôn. Thái băm chặt thoải mái nhá. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng các bạn, rất là nhẹ nhàng. Các bác dùng để băm nhẹ này hoặc chặt cũng rất là ok thôi. Đó, và dao rất là bén nhá, mình dao cực kỳ là bén cho các bác luôn. Đó. Hàng của nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Đấy, lên cho em là dao hoa. Con này thì vừa chặt vừa thái ok.
chiều dài của nó thì khoảng 30 và chiều rộng của dao thì khoảng là 10. Đấy, lưỡi thì dài khoảng 20 nhá. Đấy, tổng cả cán thì khoảng 30. Lên theo là dao hoa, giá sẽ là 130.000 đồng con dao hoa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cân các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ cân được 5 cân. Đó, cân được 5 cân. Đó, một con cân cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đó, cân được 5 cân các bác nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, 50.000 nhá. Hàng lô này về thì nó sẽ không có kèm pin đâu các bác nhá, không kèm pin đâu. Đó, lô này về thì sẽ không có pin nhá. Đó, lô này về thì sẽ không có pin. Lô này về thì hàng sẽ không có pin đâu các bác nhá. Về các bác tự mua pin thôi. Đấy, nó sẽ là cái pin con thỏi loại nhỏ như này. Đó, về nhà các bác tự mua pin, các bác lắp vào cho em nhá. Đó. Lô này nó về thì nó sẽ không có sẵn pin đâu, cho nên các bác hết sức thông cảm thôi. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con cân này thôi, cho nên là các bác có hết sức thông cảm nhá. Con này có cả chức năng trừ bì luôn. Đây, các bác đặt lên này cho em này. Đấy, sau đó thì mình cân này. Đó, đây nhá, em sẽ cân cái gói thải độc chân này cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, cái thải độc chân này của nó thì nó sẽ là 316 gram nhá, 316 gram. Các bác có thể ấn như này cho nó về không này. Về không sau đó thì các bác lại cân các cái thứ khác như bình thường này. Đó, đây lại cân các bác này. Đó, đây. 304 gram nhá. Đó. Thì các bác có thể là bỏ ra. Đó. Sau đó thì mình lại nhấp cái nút 0 này, nó sẽ về 0 nhá các bác nhá. Đó. Lên cho em là cân các bác lên mã giúp cho em là cân 5. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Đấy, cân 5 này. Cân 5. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Không có pin nhá, không có pin. Về nhà các bác tự mua pin thôi, không có pin các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục gửi cho bác cái cọ nồi nha các bác nhá. Đấy, cọ nồi. Các bác lên cho em là cọ nồi này, cái này thì về nhà các bác cho cái nước rửa bát vào đây cho em, cho nước rửa bát vào đây sau đó thì mình sử dụng để mình kỳ cọ nồi này. Đấy, đánh cọ nồi cái thứ thôi nhá. Đây. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k cho một chiếc nhá. 15k một chiếc. Đó, 15.000 cho một chiếc cọ nồi như này các bác này. Đấy, cái này thì các bác dùng để kỳ cọ xoong nồi rồi rửa bát rồi đũa rất là ok, nó không phải chạm tay, nó rất là mất vệ sinh nhá. Mua lẻ thì sẽ là 15k, còn là mua combo thì 3 cái là sẽ là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40k. Đó, 3 cái sẽ là 40k các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kéo cắt ống nước nhá, kéo cắt ống nước. Con này nó sẽ là cắt được ống 42 trở về nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110k cho một con kéo cắt ống 42 như này. Đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật, chuyên để cắt ống nước 42 cực kỳ là ngon luôn. Ống 42 trở về nhá, cắt ống nước các thứ cực kỳ là ngon và chất lượng luôn. Hàng của Kabushi Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật nhá. Đây, hàng của Nhật này, nó rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Kéo ống 42 này. Giá của nó sẽ là 110k, 110.000. Rồi ok. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái chảo chiên ngập dầu nhá các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Con này thì các bác dùng để chiên nem, chiên tôm rồi chiên rán khoai tây các thứ. Đấy, các cái dòng chiên ngập dầu, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Tráng đá chống dính cho bác này, đường kính 20 cm. Có một cái giá như này để các bác đặt nem, đặt các cái phần gia vị lên. Đấy, ví dụ chiên rán xong thì mình để đến đây cho nó róc mỡ xuống, nó rất là tiện đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá, chỉ có 100 cành thôi. Đường kính là 20 cm, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, rất là dày các bạn, dày lắm. Dày dẫn chắc chắn này, hàng nội địa của Nhật này, đường kính 20 cm. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu, giá thì chỉ có 100k nhá. 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này thôi. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình con này, rất là tiện luôn các bác nhá. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, tráng đá chống dính, các bác có thể dùng chiên rán được hết các bác nhá, chiên rán được hết luôn. Đó, rất là tiện ích. Và giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có 100.000 cho một cái chảo như này thôi. Các bác nên mua để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chảo chiên ngập dầu giá sẽ là 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô. Đấy, công suất của con này thì nó sẽ là 250W, sử dụng điện 220V, dòng 50Hz nhá. Dung tích của nó thì nó vào khoảng là 700ml nhá.
lên mã giúp cho các bác, lên mã giúp cho em Huấn, đó là máy xay khô nhá. Máy xay khô giá thì chỉ có 120.000 thôi, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá, xay ngũ cốc nhá. Các bác này thì cái này chỉ dùng để xay khô thôi nhá. Đấy, lên cho em là máy xay khô này, máy xay khô nhá, không xay nước được đâu nhá, xay khô xay các loại hạt thôi, chỉ có 120 cành cho một con máy như này thôi, không thể tin nổi luôn. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm là một con máy hàng của Nhật xuất như này, sử dụng điện 220V. Về nhà các bác cho em các loại hạt mình xay đây, hạt tiêu, hạt điều, ngũ cốc, rồi dung tích, dung lượng các bác nhá. Đó. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đây, em sẽ cắm thử cho các bác xem. Điện 220V, công suất là 250W nhá. Đấy, công suất của nó là 250W. Đây. Khi các bác sử dụng thì các bác cho cái nắp này nó vào cái lẫy này cho em, vào cái lỗ này thì mình mới nhấn được nhá. Đấy, nhấn này. Con này thì xay xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều được hết nhá. Tiếng máy của nó cực kỳ là khỏe luôn. Máy nó kêu như là máy bay hỏa lực coi nhá. Đấy, rất là mạnh luôn các bác. Lưu ý các bác là các cái dòng máy xay này thì mình dùng thì nên nhấp nhả cho em cho nó tốt nhá, nhấp nhả nhá. Nên nhấp nhả chứ đừng dùng lì nhá, nhấp nhả cho em. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay như này đây. Đấy, em cho hạt gạo vào mà em xay một phát là nó ra thành cám như này luôn các bác này. Đấy, thành bột mịn như này luôn. Rất là ngon nhá. Nó rất là tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 120 cành thôi. Đấy, các bác có thể xay. Cái gạo này thơm thế các bạn. Đấy, gạo tám thơm, rất thơm luôn. Đó. Đây, giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, điện 220V. Đấy, dòng thì 50Hz và công suất là 250W và giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên mã treo là máy xay khô, giá sẽ là 120k nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con tung đơ hộp nhé. Đấy, tung đơ hộp, bỏ cho anh mấy cái mẫu tung đơ ra đây luôn nào. Đó. Thì bên shop về nó sẽ rất là nhiều mẫu tung đơ nhé, rất nhiều mẫu tung đơ luôn. Cho nên là các bác lưu ý lên đúng mã cho em để cho nó tránh cái trường hợp là bị nhầm đơn hàng nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã tăng đơ hộp các bác này. Đấy, tăng đơ hộp. Dòng này nó sẽ là một cái dòng mà xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Italia, Úc các bác nhá. Đó, vân vân và vân vân luôn. Đó, thì con này nó đựng trong một cái hộp như này cho nên là bên em gọi nó là tăng đơ hộp nhá. Lên mã nó là tăng đơ hộp. Giá thì nó sẽ là 100.000 cho một con tăng đơ hộp như này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe, êm mềm mượt nhé. Chia cho bác. Bình tĩnh nhé. Chạy cực kỳ là khỏe, êm mềm mượt cho các bác luôn. Đây. Đấy. Về nhà thì con này nó sẽ có sẵn pin như này rồi. Có sẵn pin này, về nhà các bác chỉ việc là đây, có sẵn pin nhá. Lắp pin thì lắp đúng chiều cho em, nếu các bác lắp sai chiều thì mình đảo chiều cho em nhá. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, đây, các bác này. Đó. Các bác lắp đúng chiều cho em để nó tránh bị trơn trượt quá nhá. Tránh bị trượt ra ngoài các bác nhá. Đó, và không lên nhá. Nếu không lên thì các bác cố gắng đảo chiều lại pin cho em, không sợ bị cháy đâu. Đó. Con này thì chống ăn da tay rất là tốt luôn đây. Đấy, cái lông tay em cạo các bác này. Đấy, cạo phát đứt hết luôn các bác nhá. Đấy, cạo phát đứt hết luôn đây. Đấy, cái lông tay em ra các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái con tăng đơ hộp như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng. Sẽ kèm theo bác một cáp sạc này, bốn cái cữ này, một lọ dầu này. Đấy, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh như này. Combo đầy đủ cho anh em và các bác luôn. Đó. Con này thì hàng xuất đi khá là nhiều nước rồi. Đấy, ưu điểm của con này là không ăn da nhé, không ăn da, dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá thì bao nhiêu? Chỉ có 100.000 cho một con tăng đơ hộp này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, không thể tin nổi luôn. Lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Đó, tăng đơ hộp này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy là mã đầu tiên nhá. Tiếp theo là bên shop về cho các bác cái tăng đơ 9D nhá. Đấy, à đây. Cái tăng đơ cái này nó gọi là cái gì? Tăng đơ A1 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Giá sẽ là 165.000. Con này thì nó cũng là hàng cao cấp của Nhật nhá, hàng cao cấp của Nhật. Đấy. Hàng thương hiệu Golden Set các bác này. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp luôn, nguyên hộp đựng của nó đã chấm hết rồi. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng nhá, cũng là một con tăng đơ bằng đồng như này. Đấy. Con tăng đơ bằng đồng như này. Con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi, có sẵn pin 18650 bên trong này rồi. Đó, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, chỉ việc sử dụng thôi các bác nhá. Đó, đây có cả cái lẫy. Đây con này, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, đấy các bác nhấn này nó sẽ chạy này,
Đấy, rất là khỏe luôn. Đang đơ thì chạy rất là khỏe luôn. Công tắc đằng sau này nhá. Và con này thì nó sẽ kèm cho các bác là dây sạc các bác này. Cũng dây sạc cữ kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Cũng dây sạc cữ kiếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây sạc cữ rồi dầu tra nhá. Các bác lắp vào cho em này. Đó. Cũng có chổi vệ sinh cho bác luôn. Đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một con máy cạo râu nữa nhá. Một máy cạo râu và một đầu tỉa lông mũi nữa. Đó, đa di năng luôn. Đây. Đấy, đây cái đầu này để các bác cạo râu này con này. Đấy, đầu này cạo râu nhá. Đó, cạo râu đây con này. Đấy, các bác nghe tiếng râu em nó đứt sần sạt chưa? Đó. Đấy. Đấy, các bác nghe tiếng râu đứt chưa? Đấy, râu em đang đứt sần sạt này các bác nhá. Đấy, đây. Sau đó thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Mình dùng chổi để mình vệ sinh cái đầu máy cạo râu đi này. Đấy. Các bác vệ sinh đi cho em. Sau đó thì mình cần thiết thì mình lại lắp cho em cái đầu của con máy tỉa lông mũi này vào này. Xoáy vào cho em. Đó. Thì các bác theo rất là tiện luôn nhá. Đó. Thì con này thì em sẽ lên cái tên khác cho các bác dễ nhớ. Đó là combo là tăng đơ kèm máy tỉa lông mũi nhá. Đấy. Thôi. Cái này tên A1 rồi thì cứ lên A1 đi các bác nhá. Đó, lên A1 đi. Đó, các bác lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Giá sẽ là 160.000. Cái này là tỉa lông mũi này. Con này thì cũng là ba chức năng luôn. Vừa cắt tóc này, vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi luôn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 160.000, 165.000. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là một đầu tỉa lông mũi này, một đầu cạo râu. Đấy. Đây cái thân lưỡi của nó đây các bác này. Đấy. Một đầu tỉa lông mũi, một đầu cạo râu. Đấy. Thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 165.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhá. Đấy, bộ sản phẩm của nó đây. Kèm cho các bác đầy đủ luôn, nguyên cái hộp đựng của nó đã chất lượng và xịn sò rồi các bác nhá. Nguyên hộp đựng của nó đã chất lượng xịn sò rồi nhá. Đấy. Thì các bác phải lên đúng tên đúng mã sản phẩm cho em để bên em gửi cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đó. Tăng đơ A1 này, đó, tăng đơ A1. Đó. Tăng đơ A1 giá của nó sẽ là 165.000 ra đỡ cho tí kìa mình kìa. 165.000 đó. 165.000 cho con tăng đơ A1 như này có nhá. 165.000. Lên cho em là tăng đơ A1 giá sẽ là 165.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đây. Các bác lên mã giúp cho em. Đó là cái máy cạo râu. Các bác lên cho em là máy cạo râu D9 nhá. Đó. 9D bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D. Con này thì nó cũng là hàng khá là đa di năng luôn. Đây. Đấy, máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là, lên cho em là cạo râu 9D nhá. Cạo râu này 9D. Giá của nó sẽ là 95.000 nhé. 95.000 cho con cạo râu 9D như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này bao gồm cho các bác là 3 lưỡi kép luôn. 3 lưỡi kép như này. Đấy. Dùng để cạo râu thì cực kỳ ok luôn. Đấy. Khi các bác cạo thì nhớ nhấn vào cho em như này nhé. Nhấn vào cho em thì cái lưỡi nó mới ăn vào cái màng này nhé. Đó. Cạo thì nhớ nhấn vào lưỡi cho em. Đó. Các bác nghe tiếng râu nó đứt này. Đã chưa? Đó. Con này thì tiếng râu nó đứt cực kỳ mạnh luôn các nhá. Đó. Đấy các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đứt chèn xẹt luôn. Đấy, con lưu ý các bác là khi cạo thì mình nhấn vào tí nhá. Chứ các bác cứ để hời hợt bên ngoài làm cái gì mà nó hời hợt là không được đâu. Làm là nó phải chuẩn chỉ ngon lành thôi nhá. Đấy, có trách nhiệm các bác nhá. Làm hời hợt là không được các bác nhá. Đó, đâu vào đấy gọn gàng. Đấy rồi thì đây. Đấy, các bác có thể bật cái này ra để mình vệ sinh. Đấy các bác thấy không? Đây, em vừa cạo một tí mà râu ria lồm xồm tất cả này. Đây. Đấy, râu đây các bác này. Đó. Đây, dầu nó đứt ra này các bác này. Đó. Đây, các bác nhá. Bộ của nó là 3 lưỡi kép như này nhá, 3 lưỡi kép cực kỳ là thông minh luôn, lưỡi sắc bén nhá. Đấy. Đây. Bộ 3 lưỡi kép cực kỳ sắc bén luôn. Đó. Xong cái phần cạo râu nhá thì đến cái phần gọi là tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi thì các bác lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào cho em. Đây, nó sẽ có đầu tỉa lông mũi này. Đấy, đầu tỉa lông mũi cho các bác luôn. Đó. Sẽ là cái đầu tỉa lông mũi đây, các bác lắp vào cho em. Đấy, tỉa lông mũi các bác nhá. Đó, lắp vào để tỉa lông mũi này. Đó. Sau tỉa lông mũi này thì các bác lại rút ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cái đầu tăng đơ chấn viêm lên cho em này. Đấy, nó sẽ có hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, còn bọc túi bóng xẹt xẹt luôn các bác nhá. Đó.
lắp cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì ví dụ râu dài thì các bác có thể dùng nền mình cạo râu này, hoặc là tăng đơ chấn viền đều ok hết nhá. Đấy, cạo rất là sạch luôn các bác này. Đấy, cạo rất là sạch luôn. Đây. Đấy, lông nó đứt đây này các bác này. Đó, các bác theo. Đây. Đấy. Thì con này các bác ví dụ râu dài thì các bác cạo trước cái này đi cho em. Đó. Các bác đưa cái này vào các bác cạo trước đi cho em nhé. Đó. Tiếp theo nữa thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu massage như này này. Đấy. Một cái đầu massage như này. Con này thì các bác dùng để mình massage mặt trước khi mình gọi là mình bôi kem các kiểu này. Đấy. Đây. Rất là ngon luôn, các bác dùng để massage mặt nhá. Đấy, làm cho cái cơ mặt nó giãn ra. Đó. Cho nó đẹp, nó tươi các bác nhá. Đấy. Các bác massage cho cơ mặt nó giãn ra. Đấy, cho da nó mềm ra, sau đó thì các bác bôi kem vào cho em. Đó. Bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 4 chức năng trong một luôn, 4 chức năng trong một cái tăng đơ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con tăng đơ như này. Đấy. À, một con máy cạo râu như này. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Giá chỉ có cho các bác là một con máy cạo râu 9D như này, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu nhá, các bác không có nghe nhầm đâu. Chính xác đấy các bác nhá. Đó. Sẽ là 95k nhá. Đấy. 95k cho một em máy cạo râu 9D như này các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một mã như này các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy cạo râu 9D. Máy cạo râu 9D này. Máy cạo râu 9D. Máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là 95k nhá, 95k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy cạo râu đây. Con này thì nó sẽ là một cái dòng gọi là dòng máy cạo râu Zandu nhá, máy cạo râu Zandu. Đấy, con này thì đợt này giá sẽ về cho các bác là 90.000 cho một con máy cạo râu Zandu như này. Con này thì rất đơn giản thôi. Nó sẽ có một cái đầu tăng đơ như này nhá, để các bác tăng đơ này. Đấy, và có một cái đầu cạo như này để các bác cạo này. Đấy, các bác nghe tiếng râu em đứt chưa? Đó, xèn xẹt luôn các nhá. Đấy, nó cũng đứt rất là mạnh luôn. Đó. Con này thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lưỡi như này và một cái màng màu vàng như này nhá. Thì bên em có bán kèm cả màng cả lưỡi như này là 30.000 thì các bác có thể mua thêm. Đây là cái lưỡi này, còn đây là cái màng này, cái màu vàng này là cái màng này. Đấy, có bán kèm cả màng cả lưỡi cho các bác luôn. Và giá của nó sẽ là 30.000 cho bộ màng lưỡi, sạc thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Máy cạo râu Zandu, hàng của thương hiệu Zandu mà. Đó. Máy cạo râu Zandu giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Máy cạo râu Zandu này, máy cạo râu lấy cho anh cái bút khác đi. Máy cạo râu Zandu nhá, đó. Máy cạo râu Zandu, đó. Zandu này, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con máy cạo râu Zandu như này. Giá sẽ là 90.000. Con này thì khá là tiện dụng luôn và rất là nhỏ gọn. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch, đi học, đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái con máy cạo râu nữa. Đó là máy cạo râu quốc dân nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là máy cạo râu quốc dân này. Con này sẽ là 75.000 một em. Đó. Con này thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai cái lưỡi kép như này. Các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Hai lưỡi kép và có cái đốc sạc đây. Về nhà các bác cắm vào cái chân ổ điện nhà mình là xong. Đó, đốc sạc này các bác ấn này mình cắm vào cho em là xong nhá. Đấy. Đẩy ra này các bác đẩy ra này, ấn mà các bác ấn trực tiếp vào như này cho em này. Đấy, ấn cái này vào. Ấn cái này vào. Đấy. Đây, các bác cạo thì mình ấn này lên cạo này nó sẽ là hai lưỡi kép như này các bác nhá. Đó. Hai lưỡi kép như này. Đấy các bác theo. Đấy, em cạo từ nãy giờ hết râu rồi. Đấy. Các bác nhá. Đó, cạo hết râu mất rồi. Đó, rất là ngon nhá. Hai lưỡi kép như này các bác cũng có thể tháo ra để mình vệ sinh được nhá. Ấn cái lẫy này để tháo ra vệ sinh này. Đó. Rất là nhiều râu luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. 75.000 cho một con máy cạo râu Nhật như này các bác nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là máy cạo râu quốc dân, giá sẽ là 75k. Đó. Này. Máy cạo râu quốc dân nhá, giá sẽ là 75.000. Lên mã giúp cho em là máy cạo râu quốc dân này. Đấy. Máy cạo râu quốc dân. Máy cạo râu này. Đó. Máy cạo râu quốc dân nhá. Đó. Quốc dân, giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k cho con máy cạo râu quốc dân như này. Lấy cho anh một cái hộp kem Hàn Quốc nào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bàn chải kem đánh răng nhá. Đó. Kem đánh răng thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu của Nhật và một là mẫu của Hàn. Đây.
Đây thì đây sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. Đây là kem đánh răng của Nhật này. Đấy. Và đây là kem đánh răng của Hàn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng của Nhật nhá. Đấy. Của Hàn thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đỏ và màu xanh thì nó như nhau thôi. Đấy. Con của Hàn Quốc này thì là hàng chuyên làm trắng răng nhá. Tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93%. Đó. Chuyên giúp cho các bác làm trắng răng. Dòng này thì nó sẽ không có niêm phong đâu các nhá. Nó không có niêm phong đâu, về nhà các bác mở nắp ra là dùng như này thôi. Đó, lưu ý các bác vậy. Không là các bác về các bác lại bảo mất niêm phong của tao thì nó mất công. Đó, đây. Kem đánh răng con này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc. Đấy, tỷ lệ chuyên làm trắng răng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Coi lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đó, kem này, đánh răng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có các bác cái kem đánh răng Nhật này. Con này thì cũng không có niêm phong luôn. Đấy, nó chỉ có niêm phong ở vỏ thôi. Nhưng khi bên em gửi thì nhiều khi nó bị bọp, nó rách. Các bác hết sức thông cảm. Con này thì nó sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. Dòng này thì nó sẽ là từ tinh chất gạo của Nhật nhá. Chuyên trị cho các bác là chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng made in Japan nhá. Hàng made in Japan. Đây. Đấy, chữ made in Japan này, dung tích của nó là 170g. Lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Giá thì sẽ là 70k. Đó. 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, còn con của Hàn Quốc này thì nó sẽ là made in Korea này, made in Korea. Đó, và con này thì sẽ là 50k nhá. 50k cho một típ. Thì các bác lấy của Nhật thì lấy, mà lấy của Hàn thì lấy nhá. Ngoài ra thì hôm nay bên shop về cho các bác cái lọ thuốc chuyên trị các bác nhá. Đấy, các bác bị trĩ nội, trĩ ngoại này, co bối trĩ rồi xa trĩ các kiểu thôi. Chuyên về trĩ nhá. Bác các cái loại trĩ các bác bơi hết vào đây cho em. Đấy. Các bác nào bị trĩ các bác bơi hết vào đây cho em. Đó. Chuyên trĩ nội, trĩ ngoại. Đấy, co bối trĩ, xa bối trĩ rồi nói chung là các loại trĩ luôn các bác nhá. Đó. Bao nhiêu nhỉ? Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu vòi như này, về nhà các bác bôi nhá. Đấy, đầu vòi này rất là thông minh luôn. Về nhà các bác lắp ở đây cho em, sau đó thì mình bôi tra vào các cái phần mà mình bị đau trĩ nhá, hoặc là co trĩ, xa bối trĩ. Đó. Lên cho em là thuốc bôi trĩ nhá, bôi trĩ, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đó. Bôi trĩ này. Giá của nó sẽ là 30k. Các bác nào bị trĩ nội, trĩ ngoại, đau rồi co rồi xa bối trĩ các thứ là bôi cho em là ok nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Rồi, ok các bác. Hello các bác nha, nay thì bên shop sẽ về cho các bác thêm một số cái mã sản phẩm mới này. Đầu tiên em về cho các bác đó là cái bộ, các bác lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhé. Các lên cho em là bộ chuyên hoàng gia. Đấy, bộ này thì rất là đẹp luôn. Nó cũng gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén này. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia nhé. Bộ chuyên chén hoàng gia, rất là đẹp luôn. Đây, có đính vàng ngọc như này. Đó, và có cái ngôi nhà của Nga qua này. Đấy. Ngôi nhà của Nga này các bạn này. Đấy, điện Kremlin các bác nhá. Điện Kremlin của Nga rất là đẹp luôn. Đó thì cái bộ chuyên chén hoàng gia này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 700.000 nhá. 700.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Ném cái biển ra đây. Đó. Ném cái biển bật cái quạt đi tí. Đó, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá. Bộ chuyên hoàng gia rất là đẹp luôn. Thì cái chuyên này dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đâu đó là vào khoảng từ 800 đến 1 lít gì đấy nhá. Đấy, từ 700-800 đến 1 lít. Em cũng không đo cho nên là cũng không nắm được chính xác nó là bao nhiêu đâu. Đó. Đây thì các bác mở nắp ra này. Mình pha trà, pha cà phê cái thứ đều được hết nhá. Và cái nắp của nó đậy rất là ngon luôn. Đấy. Cái phễu này của nó rót thì cực kỳ là xuôi nước rồi, rất là ngon luôn. Hàng bằng đồng nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Nó sẽ là một cái chuyên như này. Chiều cao của nó vào khoảng là 25 cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 15 cm nhá. Đó, tiếp theo là các cái chén các bạn này. Đây, các chén cũng đúng chất hoàng gia luôn nhá. Rất là đẹp nhá. Đấy. Và có 6 chén tất cả. Các bác có thể mua để mình trưng bày này hoặc là làm quà Tết này. Đấy, biếu xén rất là đẹp luôn. Đó, cũng in hình các cái biểu tượng giống như là cái chuyên. Và có đính cả các cái viên đá màu vàng rất là đẹp này. Đó. Thì bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên, 6 chén và một cái giá đỡ như này. Đó, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là bộ chuyên chén hoàng gia nhé. Bằng đồng keng keng luôn các bác này. Đấy. Và đây là khay đĩa của nó này. Đấy, khay đĩa này cũng rất là dày dẫn và đẹp nhá. Đấy, khay đĩa rất là dày dẫn và đẹp này. Hoa văn được
thiết kế dập đột cực kỳ là tinh xảo luôn nhá. Đấy, thiết kế dập đột cực kỳ tinh xảo và đẹp luôn. Cái đĩa này thì khá là to nhá, chiều dài của nó thì chiều rộng của nó khoảng 30 cm các nhá. Đấy, khoảng 30 cm. Rất là xinh xắn và đẹp luôn. Đó, khoảng 30 cm rất xinh xắn và đẹp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Đây. Đấy, cái chuyền này cho các bác xem lại cái chuyền này. Hoa văn của nó rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, hoa văn cực kỳ là sắc nét luôn. Những cái tay cầm tay kiếc này, bộ này thì đẹp lắm các bác. Đấy. Bình thường trên hình các bác xem này thôi, còn nhận hàng thực tế nó còn đẹp hơn rất là nhiều các bác nhá, đẹp hơn rất là nhiều. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đó, các bác nghe cái tiếng kêu của nó rất là đã luôn. Đó, bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén nhá. Đấy, một chuyên và 6 chén. Đó, đây. Combo cho các bác như này các bác này. Đây. Một chuyên 6 chén đựng trong một cái khay cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình trang trí này, trưng bày trong tủ này, hoặc là mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên xem là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Bộ này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia. Không biết nó bẩn của họ này. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá. Đó, bộ bộ chuyên hoàng gia này, đó, bộ chuyên hoàng gia nhá. Đó. Hoàng gia, giá của nó sẽ là 700k nhá, 700k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 700.000 cho bộ chuyên hoàng gia như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái bình chè màu vàng nhá, một con bình chè màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó đựng được 4 lạng chè nhá. Đấy, mạ vàng rất là đẹp luôn. Đó, hàng thì bằng đồng và mạ vàng 18 carat nhá. Đấy, bằng đồng có phủ ngọc trai này, mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó đây. Đấy, chất của nó này. Keng luôn, rất là đã nhá. Đấy. Bánh rơi chiếc thoải mái luôn thôi nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, hợp kim mạ đồng nhá. À, hợp kim mạ vàng 18 carat nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng 18 carat. Rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 nhá, 300.000. Các bác lên mã giúp cho em là bình chè vàng nhá. Đó. Các bác lên cho em là bình chè vàng nhá, bình chè vàng. Giá của nó sẽ là 300k nhá. 300k và bao ship cho bác luôn nhá, bình chè vàng. Đó. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái bình chè màu đồng như này. Đấy, một cái bình chè màu đồng như này thì nó cũng có cho các bác là màu đồng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cũng là bằng hợp kim nhá, hợp kim và nó mạ đồng. Ở đây thì nó sẽ có tráng cho các bác là từ 15 đến 20% đồng phủ ở bên ngoài, giữ màu cực kỳ tốt luôn. Các bác dùng 5 năm, 10 năm màu sắc vẫn nguyên vẹn, không thay đổi, bảo hành cho các bác luôn. Đó, chất liệu của nó sẽ là hợp kim mạ đồng và hoa văn của nó thì con này của nó sẽ là tùng trúc cúc mai, còn con màu vàng này thì nó sẽ là hoa hồng nhá. Hoa hồng thì nó sẽ là một cái là dòng hoa rất là đẹp và biểu tượng rồi các bác nhá. Đó, còn cái bộ này thì nó sẽ là hàng tùng trúc cúc mai nhá, xuân hạ thu đông. Đó, tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông. Đó, rất là đẹp luôn. À, bên trong này có phủ một cái lớp nhựa nhá, để khi mà các bác đựng trà nó không bị mất hương trà nhá. Nắp niếc cũng có lót hết nhá, có lót hết, đậy nắp siêu kín luôn. Đậy nắp rất là kín nhá, rất là ngon lành luôn. Đựng được 4 lạng chè nhá. Con này thì các bác lên cho em là bình chè 4 lạng nhá, bình chè 4 lạng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 295.000 đó. Bình chè đồng, các bác lên cho em là bình chè đồng nhá, hoặc là bình chè 4 lạng này. Bình chè 4 lạng. Đấy, bình chè 4 lạng. Giá của nó sẽ là 295k nhá, 295k. Đó. Còn cái con màu vàng này thì nó cũng là 4 lạng luôn. Đấy thì các bác lên thì các bác cứ lên cho em là màu vàng hoặc là màu đồng nhá, màu vàng hoặc màu đồng. Đó. Nó sẽ có hai màu như vậy các bác nhá. Đấy, dán sau đi. Có hai màu như vậy nhá, màu vàng và màu đồng các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá như trên. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên ấm đồng nhá. Các bác lên cho em là chuyên ấm đồng. Đây, đấy, nó sẽ là một cái bộ chuyên ấm đồng rất là đẹp như này. Bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên và bao gồm cho các bác là 6 chén. Bật cái quạt lên đi. Một chuyên 6 chén nhá. Đấy. Đây, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đó, một chuyên 6 chén bằng đồng. Cái chuyên này của nó thì nó nhỏ xinh thôi. Nó bằng cái trong lòng bàn tay như này đây qua này. Đây các bác nhìn cái bàn tay của em đang cầm này. Không đến lúc các bác nhận hàng các bác lại bảo là nó bé thì nó mất công nhá. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi. Và bên shop thì đang gửi tới các bác một cái bộ chuyên ấm đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy, 400.000. Cũng bao gồm cho các bác là một chuyên này, 6 chén này, một chuyên 6 chén. Tất cả hoa văn của nó thì nó sẽ là dòng hoa văn là mã đáo thành công nhá, mã đáo thành công.
Lô bên trước em về thì nó có cái lô là bằng hoa lá cành nhá, hoa lá cành nhưng mà nó hết rồi. Lô này về thì nó sẽ lại là mã đáo thành công nhá. Hình hoa văn con ngựa như này rất là đẹp này. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. Cái chuyên này thì lưu ý các bác là nó nhỏ thôi nhá, nó nhỏ thôi. Tại vì nó là cái dòng chuyên mini. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi con này. Đó. Và cái đĩa này của nó thì nó cũng là dòng là mã đáo thành công nhá. Đấy, mã đáo thành công này, rất là đẹp luôn. Đấy. 8 con ngựa con này. Đấy. Hoa văn rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chuyên ấm đồng như này. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén nhá. Đấy. Dòng này của nó cũng là dòng một chuyên và 6 chén này. Đấy. Bộ chuyên chén đồng, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng này. Bộ chuyên chén đồng. Chuyên chén đồng này, đó. Chuyên chén đồng. Giá của nó sẽ là 400k nhé, 400k. Còn cái bộ kia là bộ chuyên chén hoàng gia, cũng bằng đồng luôn, giá sẽ là 700.000. Sản phẩm tiếp theo, cầm cho anh cái đĩa đây đi. Đấy, thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhé, khay úp cốc. Hàng thì nó sẽ là hàng bằng inox và mạ vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chống rỉ cho các bác luôn nhé, inox, mạ vàng 18 carat, nó rất là đẹp. Ở đây thì các bác đặt các cái cốc lên rất là ngon. Có kèm cho các bác một cái đĩa như này, về nhà các bác dùng để mình lắp vào cho em như này. Đấy, thì cái này thì công năng của nó, thì công năng chính của nó sẽ giúp cho các bác là khi mà mình sử dụng ấy, thì mình úp các cái cốc vào đây. Đấy, úp cốc, úp chén vào đây rất là ok nhá. Thì khi mình úp vào ấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là mình gọi là hứng những cái nước thừa trong cốc chén này vào đây. Đó, sau đó thì các bác lại tháo ra mình rửa ráy vệ sinh được nhá. Tháo ra vệ sinh rất là dễ dàng thôi. Đấy, và rất là tiện dụng, các bác có thể để trên bàn để mình úp cốc, úp chén rất là ok. Đấy, thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nhá. Lên cho em là khay úp cốc nhá, khay úp cốc này. Khay úp cốc giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một khay úp cốc như này thôi, rất là đẹp. Nó sẽ úp được 6 cái cốc nhá, 1 2 3 4 5 6 này, mỗi bên 3 cái là 6 cái. Đó, 6 cái cốc, rất là ok luôn. Lên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 70.000 cho một khay úp cốc như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Đây là một cái dòng đá để các bác sử dụng trong ngăn đông tủ lạnh nhà mình. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần là giả ra cho em, sau đó thì mình sẽ cho vào ngăn đông tủ lạnh nhá. Các bác cho với em vào cái ngăn đông, cho vào ngăn đông tủ lạnh nhé các bạn. Đấy, cho ngăn đông tủ lạnh như này. Nó sẽ là một cái dòng đá giúp làm mát nhá, giúp làm mát rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác cho giúp cho em vào cái ngăn đông tủ lạnh nhá. Cho vào cái ngăn đông tủ lạnh như này. Hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy, Winling hai hình người của Đức. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Về nhà các bác bỏ trực tiếp vào cái vệ sinh đi, sau đó các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá. Khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lôi ra mình cho vào cốc mình uống, uống xong mình lại rửa đi mình cất mình cho vào. Đó. Con này thì công dụng của nó giúp cho các bác là làm lạnh này. Đấy, làm lạnh cực kỳ là tốt và nhanh, và không cần phải là uống đá nhá. Uống đá thì nhiều khi các bác bắt buộc là nó sẽ làm tan các cái nước mình khi sử dụng, là nó sẽ mất cái độ ngon, độ nguyên chất đi. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó chỉ có 70k trên một hộp bao gồm là 6 viên nhá. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa các bác nhá. Cái đũa hàng thương hiệu Winling của Đức này. Bỏ cho anh hai cái đũa kia luôn mình. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Đấy, nó sẽ là dòng đũa inox 304 nhá. Đấy. Đũa Đức, đũa Nhật luôn. Dòng đũa inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đó, su 304 đây. Hàng thương hiệu Winling của Đức hai hình người này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ nhá. Cho một vỉ đũa bao gồm cho các bác là 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 đôi. Rất rẻ luôn các bạn. Siêu rẻ luôn. 55.000 cho một vỉ đũa 5 đôi như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa inox nhá. Đó, lên cho em là đũa inox này. Đũa inox giá của nó thì chỉ có 55k thôi. 55k cho một vỉ đũa inox như này bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 5 đôi. Đó, 55.000 cho một vỉ đũa inox 5 đôi các bác nhá. Đó, 55k. Đó. Tiếp theo thì một số cái dòng đũa nhá, thì bên shop có một cái đũa của Nhật này. Đấy, các bác lên xem là đũa Nhật nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng đũa sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá, chống nấm mốc, chịu nhiệt độ cao. Con này thì bên shop đang gửi cho bác một cái vỉ đũa như này.
giá của nó sẽ là 40.000 nha, 40.000 cho một vỉ đũa như này, hàng rất đẹp luôn, hoa văn hoa lá cảnh rất là đẹp này. Đó, đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đó, và được sử dụng rất là nhiều và giá thì tương đối hợp lý cho bác luôn. Đây, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá, mã tem mã vạch đàng hoàng. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% luôn. Lên mã giúp cho em là đũa Nhật nhá, đũa Nhật này. Đấy, lên cho em là đũa Nhật, giá của nó sẽ là đũa Nhật, giá của nó sẽ là 40.000 trên một vỉ 10 đôi như này nhá, 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, Korea nhá. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này, của Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy. Đũa mạ vàng này. Đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đấy, dòng này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ đũa mạ vàng Hàn Quốc bao gồm 10 đôi như này. Đấy. 35.000 cho 10 đôi đũa mạ vàng như này. Hàng chấm hết cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá, giá hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Bao gồm cho các bác là một vỉ đũa 10 đôi như này. 10 đôi, một vỉ đũa mạ vàng 10 đôi. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp các bác nhá. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. Đũa này thì đầu của nó sẽ là có đính và mạ vàng 18 carat như này. Và đây của nó thì nó sẽ là dòng đũa sợi thủy tinh nhá, đũa sợi thủy tinh cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đầu đũa thì có đánh nhám chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đây. Đấy. Lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá, một vỉ bao gồm 10 đôi. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá chỉ có 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc này thôi. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc 35.000 cho một vỉ 10 đôi. Đó. Đũa mạ vàng Hàn Quốc 35.000 cho một vỉ 10 đôi thôi các bác nhá. Đũa mạ vàng Hàn Quốc này 35.000 cho một vỉ 10 đôi. Đó. Rồi, ok. Ấm led pháo hoa bên shop lại cập nhật để gửi tới các bác nhá. Đó. Rất là kinh điển luôn các bác nhá. Một cái siêu phẩm rất là kinh điển để gửi tới các bác luôn. Đó, đây. Chế độ nháy rất là nhiều luôn các bác nhá. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Bùm, đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Rất nhiều chế độ với nhiều biểu màu khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, em đang điều chỉnh cho các bác xem đây. Đấy, tay em đang bấm điều khiển để điều chỉnh nhá. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Đó. Nháy ra, nháy vào này, thu ra, thu vào này. Rất nhiều chế độ luôn. Đó. Con này dùng thì cực kỳ là đã các bác nhá. Đó, rất là đã luôn. Đấy. Rất nhiều chế độ với nhiều cái kiểu nháy khác nhau. Đó, em đang Hello, chào bác nhé. Hôm nay thì phỏng vấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm rất là hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái led pháo hoa nhé. Các bác lên cho em là nháy pháo hoa đi, nháy pháo hoa tại vì nó có nhiều chữ led rồi. Lên cho em là nháy pháo hoa nhé. Đấy. Nháy pháo hoa này. Đó, giá thì năm nay về giá rất là tốt cho bác luôn. Năm ngoái bên em bán là 250.000, năm nay 250.000 nhá. Về cho bác giá chỉ còn là 180.000 thôi. 180.000 cho một bộ là nháy pháo hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần như này để về các bác cắm này. Đấy. Cái này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em nhé. Đó, và một cái lõi này. Một cái lõi thì các bác cắm đúng phần tia cho em. Đó, và một bộ điều khiển nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ combo 3 món như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB, ổ cắm điện thoại nhà mình nhá. Đó. Đây em sẽ cắm kết nối cho bác xem luôn. Nó sẽ có một cái phần dây như này. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Bỏ cho anh cái kéo ở đây nè. Đấy, thì các bác cứ cắm cho em từng cái một nhá. Đầu tiên là các bác cắm cái này vào cổng USB này. Đấy, cắm cái này vào cổng USB cho em. Đó. Cắm cái này vào cái cổng USB các bác nhá. Đó. Thì đây, các bác cắm vào cái cổng USB cho em. Đó. Khi mà mình các bác cắm ở ổ USB là nó sẽ lên như này nhá, nó sẽ lên nháy như này các bác này. Bật cái quạt. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, các bác lưu ý là cắm cái ổ USB, cắm cái ổ điện vào, cắm cái đầu USB này vào cái ổ chân cắm sạc nhá để cho nó lên nhá. Đấy, khi đã lên rồi thì các bác bắt đầu là mình lấy kéo mình cắt cái này ra cho em này. Cái này nó là dạng là led nháy và nó dán nhá. Thì khi các bác kết nối ấy, thì đầu tiên là các bác cắm cho em là khi mà nó vào cái phần này là nó là cái phần cái đuôi nhá. Cái phần đuôi thì các bác cắm đúng vào cho em vào cái rắc của cái con ấy này, con cái chân màu vàng này. Đây, cắm đúng vào cái chân màu vàng này cho em. Đó. Cắm cái chân màu vàng này cho em nhé. Đấy. Nó sẽ có là cái chân màu vàng như này. Thì các bác cắm vào thì cái này nhiều khi nó dán nó sẽ bị lệch. Thì các bác kết nối cho em thì nó chỉ có một trong hai cái chân này thôi.
thì nó sẽ có là một trong hai chân, thì các bác cứ kết nối làm sao cho nó ăn vào là được. Sau đó thì các bác tiếp tục bóc ra nhá, nó sẽ có các cánh như này, và các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em, cắm nối tiếp vào cho em như này. Đấy, ví dụ cắm mà cánh này nó lên là ok, vậy như này là lên rồi các bác nhá. Đấy, như này sẽ là lên rồi các bác này. Đó, thì ví dụ như cái này nó sẽ là lên như này này. Đấy, thì sau đó các bác là cứ tiếp tục là mình cắt tiếp ra nhá. Đấy, cắt tiếp ra cho em. Đấy, thì đây nó sẽ có là các cái phần như này để các bác bóc ra để mình dán lên tường mà. Đó, sau đó thì mình cắt ra, mình lại cắm tiếp vào cho em. Cứ cắm lần lượt như này, cắm bao giờ đến hết các cánh thì thôi nhá. Đấy, cắm lần lượt như này, cắm đúng đầu đúng rác cho em, bao giờ hết cánh thì thôi. Đấy, các bác thấy không? Đó, và cứ bóc ra. Đấy, các bác cứ bóc ra như này, bóc ra này mình cắt ra, mình dán vào cho em, cắt ra mình cắm vào cho nó lên nhá, cắm vào cho nó lên. Đó, cắm hết lượt rồi cho em. Đấy, đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy, cái video này em sẽ giới thiệu rất là chi tiết nhá, các bác cứ cắm hết lượt này cho em, cho cái cánh này nó lên này. Sau đó thì các bác có thể là dán trực tiếp lên tường này, lên phòng ngủ, khách sạn này, nhà hàng để các bác để co trang trí nhá. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ dán lên cho các bác xem nhé. Đấy, tí nữa em sẽ bóc xem là xong là em sẽ dán lên cho các bác xem. Sau đó thì em sẽ điều khiển các cái chế độ cho các bác xem nhé. Đó. Điều khiển các cái chế độ cho các bác xem. Con này thì nó sẽ có các cái cánh này, các bác cứ cắt ra nhá, nó sẽ có phần băng dính để mình dán được luôn. Đấy, nháy rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Giá thì một cái bộ led pháo hoa như này sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Đó. Bộ này thì đỉnh cao luôn, rất là đẹp. Đó, và nó sẽ có các cái cánh như này. Đấy, đây em sẽ cắt ra, sau đó thì em sẽ dán lên cho các bác xem. Đó. Nó sẽ có từng phần này nhá. Cái dây của nó là dây, cái dây dính này của nó sẽ là hết vòng. Thì các bác về các bác cứ cắt ra hết lượt là xong. Đó. Cắt ra cho em. Đó. Cắt hết lượt ra cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho một bộ led pháo hoa như này thôi. Đấy. 180.000 thôi nhá. Đó. Nó sẽ có miếng dán như này, về nhà các bác dán lên tường cho em là ok luôn. Đó. Các bác cứ cắm lần lượt vào như này cho nó lên hết. Đấy, cho nó lên hết lượt đi. Sau đó thì mình bóc ra, mình dán lên tường cho em là ok nhá. Đấy, của nó thì nó sẽ đủ cánh cho anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó. Đủ cánh cho anh em luôn, cho các bác luôn. Đó. Rồi. Sau đó thì nó sẽ khi mà đã lên hết như này rồi nhá thì các bác có thể dùng điều khiển để mình điều chỉnh này. Đây. Đấy, điều khiển thì khi các bác điều khiển thì các bác cắm vào cái ổ USB này xem nhé, cắm vào cái chân điều khiển vào cái ổ USB này nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ nháy ra nháy vào này, các chế độ nháy các kiểu con này điều luôn nhá, nó rất là ngon luôn. Đấy, các màu như này này. Đó, bây giờ em sẽ dán lên tường cho các bác xem nhá. Đây các bác nhá, đấy khi mà mình bật lên là nó sẽ như này các bác này. Đấy, và cái điều khiển này thì nó sẽ điều chỉnh được các chế độ nhấp nháy khác nhau nhá. Đấy, em sẽ điều chỉnh hết các chế độ cho các bác xem này. Đó, các bác thấy không, rất chất lượng luôn nhá. Đó, đây thì em chỉnh cái chân quay cho nó cố định để cho các bác ngắm nghía cho nó đẹp. Đó, đây. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, và có thể điều chỉnh các chế độ này. Đấy, các bác thấy không, rất nhiều chế độ điều chỉnh cho các bác xem luôn, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó, đây từng chế độ một luôn. Chế độ này là chế độ auto này. Đó, auto là nó sẽ tự đổi màu này các bác này. Đấy, chế độ auto này. Đó, chế độ auto này. Tiếp theo thì đến chế độ bắn liên hồi này. Đó. Đấy, cái này là bắn lên nhá. Đấy, cái này là bắn xuống này. Đó, các bác thấy không? Đây. Cái này là bắn tung tóe này. Đấy. Đấy, cái này thì lại nháy theo kiểu là theo nhịp này. Đấy, rồi bắn liên tục các bác này. Đó. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất nhiều chế độ luôn các bác này. Đó. Nháy ra nháy vào nha, rất nhiều chế độ luôn. Con này thì cực kỳ là hit hot luôn nha. Năm ngoái bên shop bán rất là nhiều các bác nhá. Đó. Nó rất là nhiều cái kiểu nháy, chế độ nháy khác nhau. Đó. Đây là em đang điều khiển bằng cái điều khiển từ xa nhá. Đó đây, con điều khiển từ xa này các bác này. Đó, em đang bấm điều khiển từ xa để em điều chỉnh đấy. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Đấy. Đây. Đấy, nháy thu vào này, nháy thu ra này. Đó, rất là nhiều chế độ nha các bác nhá. Đó. Đây. Đảo màu các kiểu con này điều luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, nháy vào nháy ra này, bắn tứ lung tung luôn các bác, đẹp chưa? Đó. Rất chất lượng các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó. Nháy liên hồi luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Ui giời. Tung tóe luôn các bác này. Đó. Bùm. Đấy.
rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, đây, rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh lựa chọn các bác nhá. Đó, nháy ra nháy vào này, bắn lên bắn xuống này, ấy, quay theo, rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Rồi ok,